Long uy chiến thần, uy long, huy vũ. Chương 121 lời thách thức lãnh sự quán Đông Quốc. Hy vọng mọi chuyện đúng như những gì ông nói, họ sẽ không dám sử dụng vũ lực ở đây. Trương Minh Thành lo sợ nói, "Đừng lo lắng, ở đây một gian tôi đã đủ hiểu phong cách chiến đấu của đất nước này rồi. Họ chắc chắn sẽ không dám đâu. Bây giờ tôi sẽ đi xuống và đuổi họ đi. Ông cứ đợi tôi ở đây." Chủ tịch lãnh sự quán nói dứt lời ông ta cùng với một nhóm bảo vệ đi xuống cầu thang khi vừa bước xuống lối vào của tòa nhà chủ tịch lãnh sự quán bỗng hét lên các anh đang la hét gì ở đây vào giữa đêm hôm thế này hả mau đi đi để ảnh hưởng đến người dân xung quanh đây thì không tốt đâu lúc này mạc tuấn sĩ quan chỉ huy của sư đoàn tinh nhuệ này bước tới và nói tên phản tạc trương minh thành hiện đang trốn tại chỗ của ông đề nghị ông hãy nhanh chóng giao nộp hắn ta ra đây Trương Minh Thành một khi đã vào trong đại sứ quán Đông Quốc này, có nghĩa ông ta đã trở thành một người dân của Đông Quốc. Tôi không thể trả ông ta cho các người, hãy nhanh chóng rút quân về đi. Tôi được lệnh phải bắt giữ kẻ phản bội Trương Minh Thành. Chúng tôi sẽ không bao giờ rút cho đến khi bắt được ông ta." Mạc Tuấn Cương quyết nói. "Được thôi, nếu vậy thì mấy người cứ tiếp tục hò hét ở đây, tôi sẽ không quan tâm nữa, muốn làm gì thì làm." Rút lời, chủ tịch lãnh sự quán vội quay lưng lại và bước vào bên trong. Mau dừng lại cho tôi, Mạc Tuấn đột nhiên hét lên. Chủ tịch đại sứ quán Đông Quốc đột nhiên nghe thấy tiếng hét giận dữ này thì có phần hơi hoang mang. Ông ta liền quay lại và nói một cách giận dữ, cậu hét lên làm gì? Tôi đã nói sẽ không giao nộp Trương Minh Thành, cậu có thể làm gì tôi chứ? Thay vì cứ ở đây hét đến khản cổ, tôi khuyên mấy cậu nên trở về nhà ngủ một giấc cho tỉnh táo lại đi audio điện tử võ tấn bền. Tôi không muốn nói những chuyện vô nghĩa với ông, nếu ông không ngoan ngoãn giao người ra đây, chúng tôi sẽ lập tức xông vào bắt giữ cả ông và hắn ta." Mạc Tuấn tức giận nói, "Có giỏi thì cứ việc, đây là đại sứ quán đông quốc đấy. Dù cậu có 100 lá gan cũng không dám xông vào. Nếu vì chuyện này mà cuộc chiến tranh giữa hai nước nổ ra, cậu có thể chịu trách nhiệm này không?" "Được rồi, cứ chờ mà xem." Mạc Tuấn không ngờ chủ tịch đại sứ quán của Đông Quốc lại kiêu ngạo đến như vậy. Cổ thực anh không dám lao vào lãnh sự quán này khi chưa nhận được lệnh rõ ràng, vì vậy anh phải báo cáo lại tình hình cho Vũ Hải. Vũ Hải sau khi nghe thông báo phía lãnh sự quán Đông Quốc không chịu giao người, anh ta cũng không dám mạo hiểm đưa ra bất kỳ quyết định nào khác, chỉ còn cách gọi lại cho Lê Uy Long báo các sự việc. Lúc này, Lê Uy Long đang chuẩn bị ngủ tiếp, anh không ngờ Vũ Hải đã gọi lại ngay, liền bắt máy và hỏi tình hình thế nào rồi có bắt được hắn không? Lê Soái, chúng tôi vẫn chưa bắt được hắn, có vài chuyện ngoài ý muốn đã xảy ra." Vũ Hải nói. "Chuyện ngoài ý muốn là chuyện gì?" Lê Uy Long lo lắng hỏi. "Sư đoàn tác chiến của chúng ta đã bao vây toàn bộ khu vực xung quanh đại sứ quán Đông Quốc, nhưng người đại diện lãnh sự quán vẫn từ chối giao nộp Trương Minh Thành." Vũ Hải nói với vẻ căng thẳng, "Người đại diện lãnh sự quán đó đối mặt với cả quân đoàn hùng hậu của chúng ta mà vẫn cố bảo vệ Trương Minh Thành ư?" lê uy long hỏi lại vâng chúng tôi cũng tình cờ phát hiện ra trương minh thành này đã mang một số thông tin tuyệt mật cấp quốc gia tới đây hẳn là để trao cho người đông quốc có lẽ chính vì muốn có được những thông tin tuyệt mật này nên phía lãnh sự quán mới khăng khăng bảo vệ ông ta vũ hải nói trương minh thành này thực sự muốn làm loạn rồi anh nhất định phải bắt được ông ta tuyệt đối không được để những thông tin quan trọng đó rơi vào tay người đông quốc nếu không điều đó sẽ gây tổn hại lớn cho nước ta lê uy long nói Chuyện đã đến nước này, Trương Minh Thành kia không còn là kẻ thù của riêng anh nữa, mà đã trở thành kẻ thù của toàn quốc gia. Vấn đề là, bây giờ ông ta đã vào được trong đại sứ quán, đại diện lãnh sự quán thì không chỉ từ chối giao người mà còn khiêu khích các binh sĩ của chúng ta, nói rằng chúng ta không có gan dám xông vào bắt người. Vũ Hải nói tiếp. "Hoang Đường, một người đại diện lãnh sự quán nhỏ bé mà lại dám kiêu ngạo như vậy sao?" Lê Uy Long đột nhiên trở nên tức giận. "Phải, ông ta còn nói" Thay vì cứ hô hào ở bên ngoài, chúng ta nên bỏ cuộc và trở về nhà ngủ một giấc cho tỉnh ngộ ra. Đây thực sự là quá khinh miệt, quá coi thường chúng ta mà. Vũ Hải cũng nói với vẻ hậm hực, "Được lắm, như vậy đi, hãy yêu cầu lãnh sự quán giao nộp Trương Minh Thành trong vòng 3 phút. Nếu sau 3 phút mà họ vẫn không giao người, hãy cứ để binh lính xông vào bắt giữ tất cả. Nếu chúng dám phản kháng, cho phép lính của chúng ta đàn áp. Trong trường hợp bất khả kháng thì cứ giết chúng luôn cũng được." lê uy long nói một cách độc đoán lê soái chuyện này không đơn giản đâu anh có muốn hỏi ý kiến của đại tướng trước không vũ hải lo lắng nhắc nhở đây chỉ là một chuyện nhỏ làm sao tôi có thể vì chuyện này mà làm phiền đại tướng vào giữa lúc đêm hôm như vậy trương minh thành dám mang thông tin tối mật quốc gia cho kẻ thù tình hình vô cùng cấp bách hắn ta nên bị bắt giữ ngay lập tức nếu có chuyện gì không hay xảy ra cứ để tôi nhận lấy mọi trách nhiệm lê uy long quả quyết nói vâng tôi hiểu rồi vũ hải nhận lệnh anh ta cũng cảm thấy rằng quyết định của lê uy long là đúng đắn việc trương minh thành định đưa những thông tin tuyệt mật của quốc gia cho kẻ thù không phải là chuyện nhỏ bằng mọi giá phải bắt giữ ông ta bảo toàn bí mật cho đất nước nếu không nó sẽ gây ra những hậu quả vô cùng nghiêm trọng do đó vũ hải ngay lập tức truyền đạt lại lệnh của lê uy long cho chỉ huy mạc tuấn để anh ta có thể nhanh chóng ra tay lúc này tại lãnh sự quán đông quốc sau khi nhận lệnh khẩn từ Vũ Hải, Mạc Tuấn ngay lập tức thêm phần tự tin cất tiếng nói với Tổng lãnh sự Đông Quốc, tôi sẽ cho các anh 3 phút. Nếu các anh vẫn không giao Trương Minh Thành ra, chúng tôi sẽ xông vào và bắt giữ hắn. Các anh dám sao, vị Tổng lãnh sự vẫn kiêu ngạo, không thèm để ý đến Mạc Tuấn. Bắt đầu tính thời gian, Mạc Tuấn không muốn nhiều lời với gã Tổng lãnh sự liền bắt đầu nhìn vào đồng hồ rồi đếm, vì tổng lãnh sự vẫn cho rằng Mạc Tuấn chỉ dọa dẫm kiểu giết gà dọa khỉ nên vẫn cao giọng nói, tôi muốn xem các anh có lá gan đó không? Các anh thực sự dám cho quân sông vào lãnh sự quán Đông Quốc hay sao? Mạc Tuấn không thèm trả lời những câu hỏi vớ vẩn của ông ta. Anh chỉ im lặng nhìn đồng hồ, anh đã kìm nén cơn giận này quá lâu, bây giờ đã nhận được lệnh, chỉ cần chờ đến lúc anh liền có thể lao vào. Thời gian trôi qua từng giây. Một phút sau, Tổng lãnh sự quán Đông Quốc vẫn không hề có một động thái nào thể hiện mong muốn giao Trương Minh Thành, vì vậy Mạc Tuấn liền quay về phía sau và thét to tất cả chuẩn bị nghe theo mệnh lệnh. Sẵn sàng tiến vào lãnh sự quán Đông Quốc để bắt giữ Trương Minh Thành. Tuân lệnh, tiếng hô vang đồng thanh vang lên phía sau Mạc Tuấn. Vị tổng lãnh sự nhìn Mạc Tuấn nghi hoặc, xem ra anh ta đang nói thật, không phải là lời dọa dẫm ông ta bắt đầu hoảng nhưng vẫn cố gắng tỏ ra bình tĩnh và cố đánh cược rằng đội quân của Mạc Tuấn nhất định không dám xông vào lãnh sự quán Đông Quốc. Chẳng mấy chốc, một phút nữa trôi qua. Còn một phút nữa, ông vẫn nhất định ngoan cố sao? Mạc Tuấn hỏi. Dĩ nhiên là tôi vẫn không đồng ý. Nếu các anh dám, hãy thử xông vào xem. Ông ta cho rằng nếu thỏa hiệp sẽ tự làm giảm sút uy tín của quốc gia tại Long Quốc này nên tiếp tục ngoan cố. Thời gian 3 phút chưa đến, Mạc Tuấn không vội vàng và tiếp tục nhìn đồng hồ. Chuẩn bị nghe lệnh, nếu những kẻ kia xông vào đây nghĩa là chúng tuyên bố sẽ xâm chiếm Đông Quốc và nhiệm vụ của chúng ta là giết chết những kẻ đó. Thấy tình hình có vẻ không tốt, vị Tổng lãnh sự quán bắt đầu quay lại ra lệnh cho đám lính canh tại sảnh lãnh sự quán. Tuân lệnh, đám lính của Đông Quốc cũng sẵn sàng cho trận chiến. Trong và ngoài sảnh tòa nhà, những thanh kiếm được rút ra lập tức chỉ là trong thâm tâm bọn họ không ngừng run rẩy khi phải đối mặt với một đội quân tinh nhuệ được trang bị vũ khí đầy đủ của long quốc mặc dù đây là lãnh sự quán của họ nhưng rốt cuộc đó vẫn là một lãnh sự được xây dựng trên lãnh thổ của long quốc làm sao bọn họ có thể đủ sức chiến đấu chống lại quân đội của long quốc bằng sức mạnh ít ỏi của mình trương minh thành đang theo dõi những động tĩnh bên dưới sảnh qua cửa sổ ở tầng trên của tòa nhà nhìn thấy đội quân tinh nhuệ phía sau mạc tuấn người ông ta run lên vì sợ hãi 10, 9, 8, 7, Mạc Tuấn bắt đầu đếm ngược. Đội quân đã sẵn sàng cho trận chiến và chỉ chờ lệnh của Mạc Tuấn. Viên tổng lãnh sự quán toát mồ hôi lạnh và bắt đầu bước lùi vào bên trong sảnh của tòa nhà. 3, 2, 1. Đến giây cuối cùng, Mạc Tuấn hét to ra lệnh lính. Toàn bộ sông vào bên trong bắt sống kẻ phản bội Trương Minh Thành. Nếu bị chặn lại, hãy chiến đấu. Kẻ nào còn dám kháng cự, đều giết hết. Quân lệnh như sơn những người lính tay cầm tiểu liên ngay lập tức xông vào lãnh sự quán Đông Quốc cùng Mạc Tuấn. Đám bảo vệ lãnh sự quán Đông Quốc nhìn đội quân đang xông vào với khí thế mạnh mẽ như sóng cuộn liền vội vã ôm đầu bỏ chạy. Thậm chí chúng còn nháo nhào dẫm đạp lên nhau tìm đường thoát thân nhanh hết mức có thể. Một số kẻ không chạy được nhanh liền bị đội quân tinh nhuệ của Mạc Tuấn dẫm lên khi đang trên đà tràn vào bên trong tòa nhà viên tổng lãnh sự quán chạy tới cầu thang liền nhận thấy vô số binh sĩ trong đội quân của mạc tuấn đã xông vào đến giữa sảnh mặt hắn tái nhợt vì sợ hãi lắp bắp không thành tiếng các anh các anh không thể lộn xộn như vậy được đây đây là lãnh sự quán của long quốc chúng tôi bốp mạc tuấn không thèm trả lời vùng ngay một cú đấm vào mặt hắn vừa nãy thấy hắn ta kiêu căng ngạo mạn xúc phạm quân đội long quốc anh đã muốn cho hắn nếm đòn từ lâu bây giờ đã nhận được lệnh anh chắc chắn sẽ không mềm lòng á à, viên tổng lãnh sự hét lên răng bay ra khỏi miệng và rơi xuống nền gạch men màu trắng ông ta ngã lăn xuống sàn và bị dẫm đạp lên bởi đội quân đang xông lên ồ ạt trương minh thành thấy mạc tuấn dẫn theo quân tràn lên lầu liền biết rằng khó lòng chạy thoát đi đâu được nữa hoảng sợ ông ta muốn tìm một nơi để trốn tuy nhiên khi đang còn loay hoay tìm chỗ nấp thì mạc tuấn cùng đội quân đã xông tới sát sau lưng bắt kẻ phản bội trương minh thành này mạc tuấn thét to ra lệnh những người lính lao tới xô ngã trương minh thành xuống đất và trói hắn ta lại mặt hắn sám ngoét như cho đành nằm im cam chịu hắn không bao giờ dám nghĩ tới đám quân sĩ long quốc này lại dám ngang nhiên xông thẳng vào lãnh sự quán đông quốc như bây giờ hắn ta bị đội quân của mạc tuấn giải đi ngay lập tức đám bảo vệ và viên tổng lãnh sự cúi đầu nhìn đoàn quân đi qua mà không dám ho he một tiếng sau khi hộ tống trương minh thành lên xe mạc tuấn không chậm trễ dẫn đầu đoàn binh rút khỏi lãnh sự quán đông quốc mãi một lúc lâu sau khi mạc tuấn và đội quân của anh rời đi viên tổng lãnh sự và đám lính của hắn mới dám lục tục đứng lên khỏi nền đất tổng lãnh sự quân đội của long quốc lại dám ngang nhiên xông vào đây đánh người bắt người không coi chúng ta ra gì ngài phải lấy lại công bằng cho chúng tôi và bắt chúng phải trả giá mới được một tên lính nói tôi hiểu tôi sẽ gọi ngay cho đại sứ quán đông quốc để báo cáo tình hình vừa rồi ở đây chúng nhất định phải trả giá hắn rít lên từng từ qua những chiếc răng đã bị gãy. Chương 122 buổi lễ phúng điếu. Ngày hôm sau, Lệ Uy Long dậy sớm bởi vì hôm nay là ngày anh tổ chức lễ phúng điếu cho cha nuôi Dương Văn Đoàn của anh. Khi Lê Uy Long làm bữa sáng xong thì Chu Nhược Mai, Nguyễn Tú Hằng, Ngô Tường Ninh và Ánh Hạ cũng lần lượt thức dậy. Trong khi ăn sáng, Chu Nhược Mai bật TV, cô muốn nghe tin tức địa phương, xem có thông tin gì về vụ thanh trừng ở thung lũng ngạc na đêm qua không. Tuy nhiên, ngay khi TV được bật, tất cả đều sướng sờ khi thấy video ông Dương Văn Đoàn khổ chiến với lũ tay chân của bang hổ báo và trương gia để cứu cô nữ sinh vào đêm hôm đó đang được công chiếu. Nhìn thấy những cảnh này, ánh hạ, Ngô Tường Ninh và Nguyễn Tú Hằng đều bị sốc. Người ngạc nhiên nhất là ánh hạ, bởi vì cô đã bỏ rất nhiều công để tìm kiếm những video này nhưng đều không thể tìm thấy. Tại sao đài truyền hình lại có video này? Ánh hạ bối rối thắc mắc. Tôi đã cung cấp nó cho đài truyền hình lê uy long nói một cách thản nhiên tại sao anh lại có video này ánh hạ thậm chí còn ngạc nhiên hơn nữa thiên thành đã giúp tôi tìm thấy nó lê uy long chuyển hướng sang người đồng đội cấp dưới video này đã bị hoàng minh yên cho hủy từ lâu làm thế nào anh ta có thể tìm thấy nó ánh hạ vẫn không thôi thắc mắc và hỏi lại miễn là cậu ta muốn không có gì cậu ta không thể làm được lê uy long nhẹ giọng nói đến đây thì ánh hạ không hỏi thêm câu nào nữa nếu thiên thành đã có thể lãnh đạo một sư đoàn hoành tráng tới thung lũng ngạc na để cứu lê uy long như đêm qua thì việc muốn khôi phục một video cũng không phải việc to tát gì vậy là tất cả lạng im theo dõi video trên màn hình tv nhìn thấy ông dương văn đoàn kéo lên một chân bị thương chiến đấu một mình với hàng chục người và cuối cùng chết đứng trong trận chiến nước mắt bốn người phụ nữ rơi xuống như mưa tất cả họ đều khóc vì thương xót và cảm phục tinh thần anh dũng của ông dương văn đoàn mặc dù chu nhược mai cũng ở đó vào cái đêm định mệnh đó cũng đã từng được lê uy long cho xem lại video nhưng nhìn những cảnh này cô vẫn không thể ngăn mình rơi nước mắt lê uy long anh đừng quá đau buồn cha của anh đã chiến đấu vô cùng dũng cảm ông là một anh hùng thực sự tôi ngưỡng mộ ông ánh hạ nghẹn ngào lê uy long nhìn chân chân vào màn hình tv lòng tràn ngập nỗi hận thù và đau xót anh không thể cất tiếng đáp lời ánh hạ vì nếu cất tiếng anh sợ rằng mình sẽ khóc trương minh trí và đám tay chân bang hổ báo thật sự là những kẻ hung ác cùng cực chú dương văn đoàn đã bị đánh tới chết bởi những kẻ vô nhân đạo như vậy chúng thật xứng đáng phải đền tội ngô tường ninh giận dữ nói trong nước mắt đúng vậy bọn chúng thực sự là những con thú chứ không phải con người chúng đáng phải chết cả trăm lần mới hả nguyễn tú hằng căm phẫn nói nếu chú đoàn không kịp thời xuất hiện giải cứu thì không biết cuộc đời cô gái nhỏ đó sẽ bị hủy hoại đến như thế nào đây rõ ràng là một hành động vô cùng dũng cảm vậy mà hoàng minh yên dám cố tình hủy đi bằng chứng và nói về vụ án đó như một cuộc ẩu đả thông thường vô lý do hắn thực sự là một kẻ khinh thường pháp luật coi trời bằng vung ánh hạ tức giận sau đó cô quay sang lệ uy long lệ uy long bây giờ trương minh trí trương gia và đám đầu sỏ bang hổ báo đã nằm trong tay anh anh dự định làm gì với chúng cô sẽ biết khi nào lễ phúng điếu bắt đầu lệ uy long nói tốt hơn là giao chúng lại cho phía cảnh sát chúng tôi tôi hứa rằng chúng sẽ bị trừng phạt thích đáng ánh hạ khẳng định cô không cần phải ôm thêm việc vào mình cô đã có rất nhiều việc quan tâm rồi phải không lê uy long từ chối lúc này tại gia đình họ chu mọi người đang ăn sáng họ không có thói quen xem tv vào bữa sáng văn thiệu con định thực sự sẽ tham dự lễ phúng điếu cho cha nuôi của lê uy long đấy à bà chu nhướng mày nhìn chu hòa hỏi vâng Ông Dương Văn Đoàn là thông gia của vợ chồng con, đương nhiên con phải đến lễ phúng điếu cho ông ấy. Chu Hòa trả lời, chẳng có bất cứ lý do nào bắt con phải đến tham dự cái buổi lễ quái quỷ đó cả. Con không nên đi. Bà Chu lên giọng, con đã hứa với Uy Long, làm sao con không đi cho được? Chu Hòa cố gắng thuyết phục bà Chu. Lệ Uy Long tuy là con rể của con, nhưng thằng con rể như nó thật sự là một đứa vô tích sự. Con không cần phải giữ lời với nó. Bà già Chu dài giọng khinh miệt khi nhắc tới Lê Uy Long. "Mẹ ơi, đừng nói nhiều như vậy, con đi một lát rồi về, con sẽ về ngay, không lâu đâu." Chu Hòa cố gắng giữ hòa khí với bà mẹ độc đoán của mình. "Thôi được rồi, thế thì con cứ đi làm bất cứ điều gì mà con muốn. Dù sao con này cũng đủ lông đủ cánh rồi, đâu cần phải nghe lời ta nữa." Thấy Chu Hòa khăng khăng đòi đi, bà Chu không tiện can ngăn gì nữa đành nói dối. "Lệ Bình" bà cũng đi với tôi để tiến đưa ông ấy. Chu Hòa nói với Tô Ánh Tuyết. Tôi, Tô Ánh Tuyết do dự, nhớ đến việc chính bà ta đã đuổi Dương Văn Đoàn ra khỏi biệt thự của vợ chồng Nhược Mai nên ông mới bị giết, bà ta thực sự không dám đối mặt với buổi lễ phúng điếu của ông. Tuy nhiên, trong lòng bà ta cũng thực sự hối lỗi nên vừa muốn đi tạ tội lại vừa sợ hãi không dám đặt chân đến trước bàn thờ của người quá cố. Vì vậy bà ta rất hốt hoảng trong lòng, không quyết định được có nên đi hay không đó chỉ là một buổi lễ phúng điếu, có ai bắt bà tới đó làm gì đâu, tại sao bà lại do dự, Chu Hòa nhìn vẻ mặt căng thẳng của Tô Ánh Tuyết và hỏi. À, ừm, thôi được rồi, tôi sẽ đi với ông. Cuối cùng bà ta đành đồng ý. Bầu trời hôm nay xám xịt, mưa phùn lắc rắc làm không khí càng thêm thê lương. Có lẽ ông trời cũng biết hôm nay diễn ra một buổi lễ long trọng, buồn bã dành cho một người hàm oan quá cố nên mưa mới rơi như vậy. Vào thời điểm này, tất cả các trung tâm mua sắm ở thành phố Quốc Hòa và toàn bộ các màn hình lớn trên các bức tường bên ngoài các tòa cao ốc đều phát video ông Dương Văn Đoàn một mình khổ chiến với đám người nhà họ Trương và bang hổ báo. Rất nhiều người dân đi qua nhìn thấy đều dừng lại theo dõi. Tất cả đều cảm động trước tinh thần anh dũng của ông, người không sợ kẻ thù mạnh mẽ, đã từ bỏ mạng sống của mình để cứu người khác và thả chết chứ không rút lui. Bọn họ cũng vô cùng phẫn nộ trước hành vi tàn bạo của Trương Gia và đám tay chân bang hổ báo. Chỉ trong một thời gian ngắn, gần như toàn bộ thành phố quốc hòa đều biết về những việc làm anh hùng của ông Dương Văn Đoàn. Hầu như tất cả đều phải rơi nước mắt trước cái chết oan khuất của ông. Họ cũng biết rằng hôm nay Lê Uy Long sẽ tổ chức một buổi lễ phúng điếu cho ông tại Nghĩa Trang Minh Thọ. Nhiều người muốn đến bày tỏ lòng kính trọng với ông, một người đã hy sinh anh dũng vì công lý. Bích Loan hôm qua phải trực đêm, cô lo lắng về Lê Uy Long suốt đêm, tự hỏi liệu Thiên Thành có thể giải cứu được anh không? hôm nay khi nghỉ làm trên đường về nhà cô lại được xem trận chiến đẫm máu của dương văn đoàn chống lại đám xã hội đen hung ác biết tin hôm nay lê uy long sẽ tổ chức một buổi lễ phúng điếu cho người cha nuôi trong nghĩa trang minh thọ cô thực lòng muốn tới đưa tiễn người cha của vị anh hùng trong lòng cô đồng thời cô còn muốn xem lê uy long có thực sự xuất hiện hay không sự việc đội quân của lê uy long đã quét sạch bang hổ báo và trương ra tại thung lũng ngạc na đêm qua vẫn chưa hề được tiết lộ do đó Người dân thành phố không hề biết bang xã hội đen hùng mạnh quen thói áp bức dân lành suốt mấy chục năm nay đã hoàn toàn bị xóa sổ. Tất nhiên, họ cũng không biết rằng những kẻ đứng đầu gia đình nhà họ Trương, đám đầu sỏ của bang hổ báo, cùng với Hoàng Minh Yên, giám đốc công an thành phố và Trương Minh Thành, bí thư thành ủy thành phố, đều đang nằm trong tay kẻ bí ẩn Lê Uy Long. Tất nhiên, gia đình cô nữ Sinh Lâm Khánh Hoa cũng xem được video biết tin Lê Uy Long tổ chức lễ phúng điếu cho người anh hùng quá cố vào hôm nay nên họ cũng lập tức đến Nghĩa Trang Minh Thọ. Ông Dương Văn Đoàn chết vì cứu cô nên đương nhiên cô phải tới. Nói tóm lại, vào lúc này, rất nhiều công dân của thành phố đều cảm động trước sự hy sinh dũng cảm của ông Dương Văn Đoàn khi một mình chiến đấu với lũ xã hội đen hung ác và tất cả đều muốn đến viếng ông. Các cửa hàng hoa tang ở thành phố Quốc Hòa đều hết hàng vì nguồn cung không đủ cho nhu cầu của khách hàng trong ngày hôm nay. Lê Uy Long, Chu Nhược Mai và những người khác đã kết thúc bữa sáng trong bầu không khí buồn bã khi Thiên Thành dẫn đầu một nhóm binh sĩ tới biệt thự Đồi Mây. Thiên Thành và một vài binh sĩ bước vào biệt thự của Lê Uy Long. Số còn lại chờ phía bên ngoài. "Anh Long, sắp đến giờ rồi, anh đã sẵn sàng chưa?" Thiên Thành nói ngay khi anh bước vào. "Tôi đã sẵn sàng, chúng ta có thể lên đường bất cứ lúc nào." Lê Uy Long nói. "Tôi đã mang đến cho anh hai bộ tang trắng, anh hãy mặc vào đi." Thiên Thành nói xong liền cầm bộ áo tang trên tay người lính đứng cạnh rồi trao cho Huy Long hai bộ áo tang này, một bộ dành cho Lê Huy Long và bộ kia dành cho Chu Nhược Mai. Đó là lẽ dĩ nhiên bởi vì Lê Huy Long là con trai và Chu Nhược Mai là con dâu của ông. Lê Huy Long lấy hai bộ áo tang trắng từ tay Thiên Thành, đưa một bộ cho Chu Nhược Mai và nói, "Nhược Mai, em hãy vào phòng khoác áo này lên." Chu Nhược Mai kính cẩn nhận lấy bộ áo tang và bước vào phòng khi lê uy long và chu nhược mai mặc xong bộ áo tang của họ thiên thành cũng đưa cho ánh hạ một tường ninh và nguyễn tú hằng mỗi người một chiếc khăn tang và một bông hoa cúc trắng anh hướng dẫn họ buộc các khăn tang trên cánh tay và cài bông cúc trắng trên ngực áo một lúc sau lê uy long và chu nhược mai ra khỏi phòng cả hai đều mặc một bộ đồ trắng và đeo khăn tang trắng trên đầu được rồi đi thôi lê uy long nói thế là mọi người ra ngoài Lê Uy Long và Chu Nhược Mai đi chung một chiếc xe do Thiên Thành đích thân lái. Ánh Hạ, Ngô Tường Ninh và Nguyễn Tú Hằng lên một chiếc jeep do một sĩ quan điều khiển đi theo xe của Lê Uy Long và tiến đến nghĩa trang Minh Thọ. Trên đường đi, Lê Uy Long, Chu Nhược Mai và những người khác nhìn thấy rất nhiều phương tiện đều hướng về phía nghĩa trang Minh Thọ. Nhiều người trong số họ còn cầm hoa trắng trên tay. Tại sao lại có nhiều người đổ về hướng này như vậy? Lê Uy Long hỏi. Anh Long, anh không biết đấy thôi hôm nay khi công chiếu đoạn video về trận chiến đẫm máu của ông dương văn đoàn rất nhiều người đã thể hiện sự cảm động và muốn đến đây để tưởng niệm ông thiên thành nói vậy thì cậu cần chú ý thắt chặt an ninh hơn nữa nhiều người đến thế này nhưng buổi lễ vẫn phải được diễn ra một cách có trật tự không được có bất kỳ một sự lộn xộn nào lê uy long căn dặn anh đừng lo điều này tôi đã sắp xếp ổn thỏa rồi thiên thành nói rất tốt lê uy long nhẹ giọng khi Lê Uy Long đến Nghĩa Trang Minh Thọ, anh thấy rằng đã có một đám đông lớn tập trung sẵn ở đó. Tuy nhiên, tất cả bọn họ đều bị chặn lại bên ngoài sợi dây bởi các binh sĩ. Xung quanh Nghĩa Trang, những binh sĩ đã đứng trang nghiêm thành một hàng dài. Thiên Thành và một nhóm binh sĩ lái xe thẳng vào Nghĩa Trang cùng Lê Uy Long, Chu Nhược Mai, Ánh Hạ, Ngô Tường Ninh và Nguyễn Tú Hằng. Sau khi ra khỏi xe, mọi người lặng lẽ đi đến ngôi mộ của Dương Văn Đoàn lúc này bên ngôi mộ của ông đã có hai hàng lính nghiêm trang đứng cạnh. Mọi thứ đều đã được chuẩn bị đầy đủ cho một buổi lễ phúng điếu trang nghiêm. Bia mộ của ông được khắc dòng chữ, trung thành, tận tụy hy sinh vì công lý. Liệt sĩ Dương Văn đoàn sống mãi. Lúc đầu Chu Nhược Mai, Ánh Hạ, Ngô Tường Ninh và Nguyễn Tú Hằng không biết ai đã sắp xếp buổi lễ này cho Lê Uy Long mà có thể chu đáo và trang trọng như vậy. Tuy nhiên, đã trải qua sự kiện với sư đoàn của Lê Uy Long hôm qua nên họ nhanh chóng nhận ra rằng đây chính là sự chuẩn bị của những người lính trong đội quân của anh. Đây vốn chỉ là những người chịu trách nhiệm cho công tác chuẩn bị. Họ đến đây từ trước còn sư đoàn vẫn ở phía sau. Những binh sĩ đều đứng trang nghiêm như tượng, tay họ đeo găng màu trắng, buộc khăn tang trắng ở cánh tay và súng của họ đều nạp đạn. Khi Lê Uy Long và Chu Nhược Mai đến ngôi mộ của Dương Văn Đoàn, hàng lính lập tức cúi đầu. Sau khi quỳ xuống, Lệ Uy Long nói với Thiên Thành, nếu nhiều người đã muốn đến đây để viếng bố tôi như thế thì cậu hãy cho từng người một bước bước vào. Mục đích chính của buổi lễ phúng điếu mà anh tổ chức hôm nay là để cho toàn bộ công dân thành phố biết rằng cha của anh đã chết một cách anh hùng vì công lý. Bây giờ những người này đã đến để bày tỏ sự tiếc thương và muốn chia buồn cùng anh thì làm sao anh có thể từ chối? Được, Thiên Thành ngay lập tức đi ra ngoài để sắp xếp. Tiếp theo ánh hạ Ngô Tường Ninh và Nguyễn Tú Hằng cũng cúi đầu trước phần mộ của người đã khuất. Lúc này Chu Hòa và Tôn Lệ Bình vừa lái xe đến bên ngoài Nghĩa Trang Minh Thọ. Cả hai giật mình, không tin nổi khi nhìn thấy đám đông trước cửa Nghĩa Trang. Họ không thể tưởng tượng được lại có nhiều người đến đây viếng ông Dương Văn Đoàn như vậy. Khi chuẩn bị bước vào, họ liền bị hàng binh lính phía ngoài chặn lại, hiện tại, ông bà chưa thể vào. Tại sao, chúng tôi là bố mẹ vợ của Lê Uy Long? hãy cho chúng tôi vào tô ánh tuyết nói thiên thành vừa ra đến cửa nghe thấy tiếng của tô ánh tuyết liền nói với những người lính hãy cho họ vào bố mẹ vợ của lê uy long đang ở đây dĩ nhiên họ phải được vào vâng người lính ngay lập tức thu lại cánh tay đang chắn trước mặt chu hòa và tô ánh tuyết chu hòa và tô ánh tuyết nhanh chóng đi về phía phần mộ của dương văn đoàn lúc này thiên thành nói với những công dân đang đang chờ đợi phía ngoài để chia buồn và bày tỏ sự tiếc thương Đừng lo lắng, mọi người. Mời mọi người hãy giữ trật tự khi bước vào, xin hoàn toàn giữ im lặng. Sau đó, thiên thành cho phép những người lính nới lỏng đám đông, đưa họ vào để chia buồn. Tất cả đều đi thành hàng trật tự, họ đến trước bia mộ ông, cúi đầu lặng lẽ mặc niệm, gửi hoa. Toàn bộ nghĩa trang chìm sâu trong sự yên tĩnh. Lê Uy Long và Chu Nhược Mai đứng ở hai bên, thành kính cảm ơn từng người một, những người đã đến để bày tỏ lời chia buồn với gia đình họ. Gia đình Lâm Khánh Hoa và Bích Loan cũng đứng trong hàng người chờ đợi. Bích Loan cảm thấy vô cùng nhẹ nhõm khi tận mắt được nhìn thấy Lê Uy Long đứng trước phần mộ của cha anh. Hóa ra Thiên Thành thực sự có khả năng giải cứu Lê Uy Long và thực sự người anh hùng của cô đã an toàn. Tuy nhiên, bây giờ khi tất cả đều đang yên lặng tưởng nhớ người quá cố, cô không thể lên tiếng hỏi han, đành đứng ở xa nhìn Lê Uy Long không rời mắt. Lâm Khánh Hoa quỳ xuống trước bia mộ của Dương Văn Đoàn và khóc rất lâu. Sau đó, Chu Nhược Mai an ủi cô bé và giúp cô đứng dậy. Hầu hết mọi người đến đây để tỏ lòng thương tiếc đều không muốn rời đi ngay nhưng họ đều ý thức phải nhường chỗ cho những người đang xếp hàng phía sau nữa. Chương 123 Điếu Văn Tưởng Niệm Cựu Chiến Binh Hội Ngộ. Chỉ một lát sau, dưới cơn mưa phùn lạnh lẽo, Lưu Bảo Kim chỉ huy sư đoàn tác chiến cũng tiến vào. Viên chỉ huy buộc trên mỗi cánh tay một giải băng trắng, cài hoa trắng trước ngực và đeo găng tay trắng, bước vào linh đường một cách trang trọng cảnh tượng này làm các công dân xung quanh đều choáng váng. Lâm Khánh Hoa, Bích Loan, Chu Hòa và Tô Ánh Tuyết cũng vô cùng kinh ngạc. Không ai dám nghĩ rằng lại có nhiều sĩ quan cấp cao và binh lính như thế đến tỏ lòng tôn kính với Dương Văn Đoàn. Ngay cả Chu Nhược Mai, Ánh Hạ, Một Tường Ninh và Nguyễn Tú Hằng cũng không bao giờ ngờ rằng ngoài Lê Uy Long, cả sĩ quan chỉ huy sư đoàn tác chiến hùng hậu hôm qua cũng đến để tỏ lòng kính trọng với ông Dương. Lưu Bảo Kim đi phía trước, và các viên chỉ huy chứa sắc thấp hơn đi lần lượt phía sau mang theo những vòng hoa lớn mỗi đội tiên phong cầm những tờ điếu văn dài trong tay cầu cho linh hồn người trở về với nhật nguyệt sống mãi với núi sông công lý là vĩnh cửu và lòng trung thành là mãi mãi công đức của người đã đi vào sử sách tất cả mọi người sẽ mãi ghi nhớ công lao này người là bậc hiền nhân mẫu mực trung thành với đất nước là tấm gương của tất cả chúng ta người đã khuất xa nhưng chiến tích còn mãi, một trận chiến đẫm máu đơn độc mà tráng lệ. Tất cả những điếu văn này đều được Lưu Bảo Kim đích thân chuẩn bị. Chỉ cần nghe những lời phúng điếu này thôi cũng khiến người ta nghẹn ngào rơi lệ. Hàng ngàn binh sĩ trong sư đoàn tác chiến đều đã đến, tạo nên một khung cảnh cực kỳ bi hùng và hoành tráng khiến tất cả khán giả đều nín thở và im lặng dõi theo, không ai dám gây một tiếng động nào. Các công dân có mặt tiếp tục lùi lại đằng sau để nhường chỗ cho đoàn quân. Toàn bộ lực lượng sư đoàn tác chiến đều tới tham dự buổi lễ hôm nay với quân số lên đến 5.000 người, do quá đông đúc nên họ chỉ có thể xếp thành từng hàng dài nối đuôi nhau. Khi Lưu Bảo Kim đến trước ngôi mộ của Dương Văn Đoàn, tất cả các binh sĩ phía sau anh đều dừng lại, rồi lặng lẽ bày những vòng hoa và các tờ điếu văn thành hàng dài bên cạnh. Nghiêm Theo lệnh của Lưu Bảo Kim, tất cả các binh sĩ lập tức đứng nghiêm và giơ tay chào theo tác phong quân đội trước bia mộ của ông Dương cung cách long trọng và nghiêm nghị này khiến tô ánh tuyết bất giác bùn rùn khắp người. Sau khi kết thúc lời chào, các chiến sĩ trong sư đoàn tác chiến tản đều ra hai bên và đứng nghiêm mình tưởng niệm. Không gian nhanh chóng trở nên trùng xuống, hoàn toàn tĩnh lặng. Những công dân có mặt ở đó chỉ có thể tiếp tục lùi sang hai bên và lặng lẽ quan sát từ xa. Chỉ một lúc sau, một người đàn ông khác trong bộ lễ phục quân đội cũng dẫn một nhóm người đông đảo tới. Người đàn ông này chính là Vũ Hải, người đứng đầu chiến khu phía nam thấy ngay cả vũ hải cũng xuất hiện ở đây để tham dự lễ tưởng niệm ai nấy đều không khỏi bất ngờ mặc dù vũ hải đã từng đến lễ cưới long trọng của lê uy long và chu nhược mai vào tháng trước nhưng đó là vì lê uy long đã có ơn cứu mạng với anh ta chẳng lẽ dương văn đoàn này cũng từng là ân nhân của vũ hải hay sao mà có thể khiến anh đích thân tới đây thăm viếng vũ hải đến lần này còn mang theo cả các sĩ quan chỉ huy cốt cán ở khu căn cứ phía nam Ngoài việc đến tưởng niệm Dương Văn Đoàn, anh còn có một nhiệm vụ khác, đó là thay mặt Lê Uy Long xử lý tên phản quốc Trương Minh Thành. Phú Hải và các chỉ huy dưới quyền của anh ta cũng đều mang gạc trắng trên tay, đeo găng tay trắng và cài hoa trắng trên ngực, rồi cẩn trọng bước vào một cách hết sức long trọng. Những chiến sĩ đi đằng trước cũng mang theo những vòng hoa lớn. Phú Hải đi đầu tiên với một bài điếu văn do chính mình chuẩn bị. Tấm lòng trung thành và trái tim quả cảm của người mãi là vầng hào quang người sáng không thể nào bị che khuất bởi thế lực xấu xa. Tinh thần chiến đấu hết mình vì công lý sẽ tồn tại mãi mãi, trở thành tượng đài về lòng dũng cảm, can trường với tất cả các thế hệ tướng sĩ sau này. Đây là những lời phúng điếu được viết bởi chính Vũ Hải. Anh dẫn các sĩ quan khác đến chào nghiêm trang trước lăng mộ của ông Dương Văn Đoàn, cẩn thận đặt tặng vòng hoa và điếu văn, rồi tất cả cúi đầu trong yên lặng. Sau đó, Vũ Hải cùng các phiên chỉ huy dưới quyền mình thay phiên nhau an ủi Lê Uy Long và Chu Nhược Mai. Cùng lúc này, một nhóm người khác cũng bất ngờ tiến vào và trang trọng cầm một bản điếu văn trên tay, hô to, từng bước qua hàng trăm trận chiến, với sức mạnh và lòng trung thành tuyệt đối. Người đã làm dạng danh quân đội nước nhà, một anh hùng khí phách hiên ngang, đi lên từ hàng ngàn giảm khổ đau, với bao cay đắng căm hờn, giờ đây đã vĩnh viễn nằm lại đất quốc hòa gió sương. Mọi người nhìn lên và thấy rằng một nhóm cựu chiến binh mặc quân phục cũ đang bước đến thì hết sức kinh ngạc. Chứng kiến cảnh tượng xúc động này, ngay cả một tổng tư lệnh sắt đá như lê uy long cũng vô cùng cảm động và bỗng tràn đầy nhiệt huyết họ chính là những người đồng đội cũ của dương văn đoàn theo bài điếu văn của họ lúc nãy tên đơn vị chiến đấu trước đây của ông dương đã được đọc lên vì vậy lê uy long có thể lập tức nhận ra đó là những đồng đội cũ của cha mình sự xuất hiện của lưu bảo kim và vũ hải đều đã nằm trong dự đoán của lê uy long nhưng những đồng đội cũ của bố những người đã phải vượt một quãng đường vô cùng xa xôi để đến đây tham dự lễ viếng hoàn toàn khiến anh bất ngờ và xúc động. Tuy nhiên, anh cũng đoán ngay rằng hẳn là Thiên Thành đã thông báo cho họ. Anh đã giao toàn bộ việc chuẩn bị lễ tưởng niệm này cho Thiên Thành, nếu anh ta không thông báo, các đồng chí cũ của cha anh sẽ không thể biết được việc này mà tìm đến bởi họ sống ở những nơi quá xa. Những vị cựu chiến binh tuổi cao sức yếu, những người đã từng cùng cha anh trải qua sinh tử hôm nay cũng có mặt để bày tỏ lời chia buồn. Đối với Lê Uy Long mà nói, đó là một điều vô cùng đáng quý. Nếu như cha anh ở trên trời có thể biết được những người bạn già của mình cũng đã đến, hẳn là ông sẽ cũng sẽ cảm động lắm. Hầu hết các cựu chiến binh này đều đã ngoài 60 tuổi và có những người có lẽ đã 70. Dù vậy những tác phong và lời nói của họ vẫn rất mạnh mẽ và trang nghiêm, khiến ai nấy đều nể phục. Ánh Hạ, Nguyễn Tú Hằng, Bích Loan, Lâm Khánh Hoa và tất cả những người xem xung quanh đều kinh ngạc khi thấy có rất nhiều tướng sĩ cốt cán đến tưởng niệm ông Dương Văn Đoàn họ tự hỏi rốt cuộc những người này đến vì ông Dương hay vì mặt mũi của Lê Uy Long. Lúc này các cựu chiến binh đã đến trước ngôi mộ của Dương Văn Đoàn và cúi chào trang trọng, sau đó cẩn thận đặt những vòng hoa lên ngôi mộ của ông. Cảm ơn tất cả các chú, các bác đã đến vì bố cháu. Lê Uy Long nói một cách đầy biết ơn. Chuyện này đúng là mất mát lớn của tất cả chúng ta, ta xin chia buồn với cháu. Lão Dương hồi đó là người hùng cô độc trên chiến trường, và tới bây giờ dù đã già mọm nhưng ông ấy vẫn giữ được tinh thần đó, ta thực sự không có lời lẽ nào để bày tỏ hết sự ngưỡng mộ đối với ông ấy." Một cựu chiến binh nói. "Lão Dương đã hy sinh thân mình để cứu người khác và cuối cùng chết trong một cuộc chiến khốc liệt. Đáng lẽ tôi phải đến kịp để nói lời tạm biệt ông ấy lần cuối." Một cựu chiến binh khác nói. "Lão Dương là tử thần trên chiến trường hồi đó, ông ấy đã đóng góp rất nhiều chiến thắng cho đất nước. Bây giờ lại bất ngờ chết trong tay kẻ xấu." Đi trước chúng tôi một bước, thật là khiến người ta đau lòng. Mặc dù Văn Đoàn đã cởi bỏ quân phục trong nhiều năm, nhưng tinh thần của quân đội của ông ấy vẫn còn đó. Ông ấy đã hành động hết sức dũng cảm, sẵn sàng chiến đấu với những kẻ sát nhân và hy sinh anh dũng. Ông ấy chính là niềm tự hào của quân đội chúng tôi. Con trai, thế cuối cùng kẻ thủ ác đã giết cha con có bắt được không? Một cựu chiến binh khác, người chỉ huy trung đoàn của ông Dương trước đây, hỏi. Vâng, dĩ nhiên bọn chúng đã bị bắt lê uy long nói tốt nếu đã bắt được rồi còn phải mau đưa chúng ra trước công lý đền tội như vậy mới có thể an ủi vong linh cha con trên trời vị chỉ huy trung đoàn nói vâng chuyện này chắc chắn con sẽ làm lê uy long nói cùng lúc đó những nhân vật nổi tiếng từ mọi tầng lớp trong thành phố quốc hòa cũng đã nghe tin và đến nghĩa trang linh sơn để tỏ lòng chia buồn trong số những người này có người đến vì mến mộ tinh thần dũng cảm của ông dương có người lại đến vì muốn tận mắt thấy Vũ Hải và sư đoàn tác chiến hùng hậu kia. Bất kể mục đích của họ là gì, Lệ Uy Long và Chu Nhược Mai cũng niềm nở cảm tạ từng người. Chấm chấm. Lúc này, tại Chu gia. Bà ơi, không hay rồi, hôm nay quốc hòa lại có một sự kiện lớn nữa. Chu Hoàng Lâm vừa hét lớn vừa chạy xông vào trong nhà. Hả, sự kiện nào bà Chu ngạc nhiên hỏi. Chương 124 ý đồ của bà Chu cháu mới nghe nói rằng hôm nay rất nhiều nhân vật có máu mặt trong thành phố đã tham dự lễ tưởng niệm của cha lê huy long chu hoàng lâm hớt hải nói cái gì lão già què quạt bẩn thiểu đó có người nổi tiếng nào trong thành phố này lại muốn tham dự lễ tưởng niệm ông ta chứ bà chu nghi ngờ hỏi lại thế mà có rất nhiều đấy bà những người nổi tiếng từ mọi tầng lớp trong thành phố đều đã đến rồi cả chỉ huy căn cứ phía nam cũng đã đến chu hoàng lâm nói hả Vũ Hải đó cũng lại tham gia nữa à. Nghe tới đây thì bà Chu hoàn toàn ngạc nhiên. Bà ta không thể ngờ rằng một người đàn ông quyền lực thâm hậu như Vũ Hải lại hết lần này đến lần khác giúp Lê Uy Long mở mày mở mặt như vậy. Hai người này rốt cuộc có quan hệ gì? Vâng, không chỉ Vũ Hải, còn có một đội quân hàng ngàn người không rõ từ đâu đến cũng tham gia, và cả một nhóm cựu chiến binh cũng có mặt. Rất nhiều công dân trong thành phố chúng ta cũng đến. Hôm trước... Lệ Uy Long đã nói sẽ tổ chức một lễ tưởng niệm lớn cho cha mình. Xem ra hắn ta làm thật rồi. Chu Hoàng Lâm cũng chỉ vừa nghe được những điều này từ bên ngoài, vì vậy anh ta đã vội vã trở về thông báo. Chúng tôi lại bỏ lỡ một sự kiện lớn nữa rồi. Thôi, Dương Nhi, mau bảo cha mẹ cháu và mọi người trong gia đình tạm gác những việc họ đang làm lại và tập hợp ngay ra đây cho ta. Chúng ta nhất định phải tham gia lễ tưởng niệm đó để có cơ hội làm quen với những nhân vật lớn này, bà Chu hảo hứng nói nhưng bà ơi trước đây khi lê uy long mời chúng ta chúng ta không có động thái gì cả cũng chưa từng nhận lời nếu bây giờ đột nhiên lại đi thì có phải rất mất mặt không chu hoàng lâm nói lê uy long dù sao vẫn là người làm rể trong gia đình họ chu này cho dù chúng ta có thay đổi ý định bây giờ mới tham gia thì những người khác cũng chỉ nghĩ rằng chúng ta đến trễ đây là một cơ hội tuyệt vời để kết thân với những nhân vật bề thế và danh gia vọng tộc chúng ta không thể bỏ lỡ nó được vì vậy hãy bảo mọi người nhanh chóng chuẩn bị đi, bà Chu hớn hở nói. Được rồi, vậy giờ cháu sẽ đi chuẩn bị. Nói xong, Chu Hoàng Lâm lập tức đi gọi cha mình Chu Hữu Lộc lúc này đang làm việc tại công ty Chu Thành và Thúy Họa, người đang ngồi chơi mặt trược với những người khác. Cùng lúc đó, trong nghĩa trang Linh Sơn, thấy rằng tất cả những khách mời của lễ tưởng niệm đều đã đến, Lê Uy Long nói với Thiên Thành, Hãy bảo những công dân không liên quan trở về nhà để những người lính thiết quân luật đứng xung quanh, đừng để mọi người đến quá gần. Vâng, Thiên Thành biết rằng Lệ Uy Long sắp bắt đầu ra tay giết những tội nhân liên quan đến cái chết của cha mình để trả thù cho ông ấy. Vì vậy anh ta đã yêu cầu những công dân không liên quan đến vụ việc giải tán trước. Khi sơ tán mọi người, đừng làm ra vẻ quá hung hăng. Dù sao, họ cũng đã đến đây để tưởng niệm cha tôi. Hãy lịch sự với họ, Lệ Uy Long nói thêm. Được rồi, tôi hiểu." Thiên Thành nói. Sau đó, Thiên Thành đã ra lệnh cho những người lính của anh mời những người dân đứng xung quanh ra khỏi khu vực nghĩa trang. Quá nhiều công dân đã đến để bày tỏ lời chia buồn và phải mất khoảng nửa giờ mới có thể di tản tất cả. Lâm Khánh Hoa, Bích Loan và những người khác cũng được mời ra khỏi nghĩa trang Linh Sơn. Sau khi các công dân không liên quan đã được sơ tán hết, những người lính đứng bao vây xung quanh và ngăn cản không để họ quay lại tiếp cận khu vực nghĩa trang nữa mang tất cả tù nhân ra đây." Lệ Uy Long nói sau khi thấy tình hình đã tạm ổn. "Vâng." Thiên Thành nghe lệnh và ra hiệu cho cấp dưới đem những tù nhân tới. Tạ Ngọc Liên, Trương Minh Nghị, Phan Hoài Lan, Trương Minh Trí, Hoàng Minh Yên, Cao Kim Bình, Võ Trung Hiếu, Lưu Bảo Thục và Ngụy An Khánh đều bị giam trong cùng một chiếc xe quân sự, trong khi Trương Minh Thành bị quân của Vũ Hải bắt giữ và giam trong một chiếc xe khác hai chiếc xe quân sự đang giam giữ các tù nhân đã đậu sẵn bên ngoài Nghĩa Trang và được các binh sĩ bảo vệ. Tuy nhiên, người dân không hề biết rằng những tên sát nhân đã giết Dương Văn Đoàn và những kẻ phạm tội cực kỳ nghiêm trọng như Hoàng Minh Yên, Cao Kim Bình và Trương Minh Thành đang bị giam giữ trong hai phương tiện quân sự này. Một lúc sau, hai chiếc xe lần lượt được lái vào Nghĩa Trang Linh Sơn một cách chậm rãi. Tới một vị trí cách ngôi mộ của Dương Văn Đoàn khoảng 50 mét, hai chiếc xe dừng lại. Sau đó, một nhóm binh sĩ thiện nghệ lần lượt áp giải các tù nhân ra khỏi xe. Tạ Ngọc Liên, Hoàng Minh Yên, Cao Kim Bình, Trương Minh Thành và những tù nhân khác đã được áp giải ra khỏi xe. Họ trông thấy rằng mình đang bị bao vây bởi vô số binh lính, bên cạnh đó còn có cả những cựu chiến binh đang cao có. Cả Vũ Hải và Lưu Bảo Kim cũng có mặt ở đây. Tất cả đều nhanh chóng trở nên tái nhợt và run rẩy. Đặc biệt là Trương Minh Chí và Lưu Bảo Thục hai kẻ đã trực tiếp giết chết dương văn đoàn bằng những đòn chí mạng khi nhìn thấy ngôi mộ của ông dương sừng sững ngay trước mặt bức ảnh chân dung của ông treo ở chính giữa đôi chân của những người này đều run lên bần bật và dường như không thể nào đứng vũng được chứng kiến những đội ngũ hùng hậu đứng xung quanh mình lúc này bọn chúng đều có linh cảm chẳng lành biết rằng mình sắp phải đối mặt với một thảm họa diệt phong phong thành tại sao cả con cũng bị bắt Tạ Ngọc Liên bất chợt trông thấy người con trai cả của mình một người nằm trong ban lãnh đạo của thành phố, cũng đã bị bắt và đang được áp giải xuống từ chiếc xe bên cạnh, bà ta không thể tin vào mắt mình. Tạ Ngọc Liên đã hy vọng rằng con trai mình có thể đứng ra giải cứu bản thân và những thành viên khác của Trương gia, nhưng không ngờ đến chính ông ta cũng đã bị bắt. Mẹ còn hỏi con nữa sao? Mẹ đi mà hỏi thằng cháu đích tôn của mẹ ấy, có bao nhiêu người thì nó không giết, lại đi giết cha nuôi của Lê Uy Long làm gì? Chuyện đã đến nước này rồi, còn không mau xin lỗi họ đi. Nếu mẹ không làm được điều đó thì tất cả chúng ta sẽ chết. Trương Minh Thành giận dữ gào lên, ông ta biết rằng mình rơi vào tình thế này, Âu cũng đều là do gia đình liên lụy. Nếu ngay từ đầu họ không nhắm vào Lê Uy Long, họ sẽ không yêu cầu ông ta gọi cho Hoàng Minh Yên để lên kế hoạch giết người. Nếu ông ta không vì gia đình mà nhúng tay vào chuyện này thì đã không phải đào tẩu gì cả, và đương nhiên cũng sẽ không bị bắt tất cả đều là lỗi của tên nhiệt tử Trương Minh Trí. Nếu nó làm mấy chuyện sằng bậy ở bên ngoài và giết chết Dương Văn Đoàn, chúng ta sẽ không rơi vào thảm cảnh như thế này. Tạ Ngọc Liên từ đầu đến cuối luôn một mực bảo vệ cháu đích tôn Trương Minh Trí của mình. Chỉ đến khi sắp chết, bà ta mới nhận ra rằng mình đã sai lầm. Bà ơi, cháu không ngờ là chỉ giết một lão già lại gây ra thảm họa như vậy. Nếu biết trước, dù có một trăm lá gan cháu cũng không dám. Trương Minh Trí khóc lóc nói tất cả im ngay, giờ không phải lúc các người được phép nói. Lệ Uy Long lạnh lùng quát lớn. Lệ Uy Long, cậu định làm gì chúng tôi? Phan Hoài Lan run rẩy hỏi. Lệ Uy Long không trả lời Phan Hoài Lan, chỉ quay lại nói với Chu Nhược Mai, Ánh Hạ, Ngô Tường Ninh, Nguyễn Tú Hằng cùng với bố mẹ vợ mình và những người khác, mọi người hãy ra ngoài trước đợi tôi. Lệ Uy Long sắp xử tử tất cả những kẻ giết người và tội nhân này, anh không muốn để cho Nhược Mai và những người khác phải chứng kiến cảnh tượng đẫm máu này. Uy Long, không lẽ anh định sẽ bí mật xử tử tất cả bọn họ sao?" Ánh Hạ ngạc nhiên hỏi. "Không phải là một vụ hành quyết bí mật, mà là một phiên tòa công khai, một cuộc hành quyết công khai. Đại úy Vũ Hải, sĩ quan Lưu và tất cả các đồng đội cũ của cha tôi đều có mặt, họ sẽ làm chứng cho vụ hành quyết này và tìm kiếm công lý cho cha tôi." Lê Uy Long ôn tồn nói. "Vậy tại sao anh không muốn để chúng tôi xem?" Ánh Hạ hỏi. "Chuyện này cũng không có gì tốt đẹp." tốt nhất là không nên nhìn làm gì, Lệ Uy Long nói. Được rồi, vậy thì đi thôi. Ánh Hạ thực sự đã từng chứng kiến nhiều cuộc xử tử tù nhân, chuyện giết chóc này thực sự không có gì hay ho cả. Nếu Lê Uy Long đã không muốn cô và những người khác xem nó, cô cũng không cần xem làm gì. Còn Chu Nhược Mai, Ngô Tường Ninh và Nguyễn Tú Hằng thì thực sự không dám nhìn những cảnh tượng đáng sợ đó, vì vậy họ đã nhanh chóng rời đi cùng với Ánh Hạ khi Tô Ánh Tuyết nhìn thấy tất cả những người liên quan đến cái chết của Dương Văn Đoàn đều đã trở thành tù nhớ, ngay cả giám đốc Hoàng Minh Yên của Sở Cảnh sát và bí thư thành ủy quốc Hòa Trương Minh Thành cũng đã bị bắt giữ, bà vô cùng kinh sợ nên dĩ nhiên cũng chẳng dám ở lại đây lâu. Bởi chính bà cũng có một phần liên quan đến cái chết của ông Dương trước đây, bà thực sự lo lắng rằng mình sẽ là người tiếp theo bị bắt giữ. Vì vậy, Tô Ánh Tuyết nhanh chóng cùng Chu Hòa đi ra ngoài sau khi Chu Nhược Mai và những người khác đều đã bước ra khỏi Nghĩa Trang, Lệ Uy Long lạnh lùng nói với đám tù nhân, hôm nay sẽ là ngày chết của tất cả các người. Lệ Uy Long, người rốt cuộc là ai? Trước khi chết, Hoàng Minh Yên thực sự muốn biết thân thế thật của Lê Uy Long và lý do tại sao anh có thể dễ dàng điều động cả một quân đoàn hùng hậu như vậy. chương 125 tiết lộ danh tính. Được, dù sao thì tất cả các người cũng sẽ chết, nên bây giờ tôi sẽ cho các người biết danh tính thực sự của tôi. Phú Hải, anh hãy đến đây và nói cho họ biết tôi là ai đi." Lệ Uy Long không muốn nói điều đó bởi vì họ có thể không tin lời anh. Vì vậy, anh để cho Vũ Hải, một chiến binh 4 sao nổi tiếng, trực tiếp lên tiếng. Lệ Lê Uy Long đang đứng trước mặt các người chính là tổng tư lệnh quân đội quốc gia và đồng thời được phong tước Long thần chiến. Các người thực sự đã giết cha nuôi của anh ấy là Dương Văn Đoàn, một cựu chiến binh chiến công lừng lẫy. Vì vậy, các người chỉ còn nước chết để đền tội, không ai có thể cứu được cả vũ hải hùng hồn tuyên bố vũ hải vừa dứt lời hoàng minh yên và những người khác đều bị sốc nặng và bắt đầu lảo đảo có nằm mơ họ cũng không thể ngờ rằng lê uy long một tên con rể nổi tiếng nhu nhược đần độn bất tài lại chính là tổng tư lệnh quân đội quốc gia ngay cả trương minh thành bí thư thành ủy thành phố cũng không tin nổi lê uy long này lại có một địa vị cao tới như vậy nếu chuyện này là sự thật không có gì ngạc nhiên khi anh ta dám gọi trực tiếp tên của vũ hải xem ra quả thực anh ta có cấp bậc cao hơn Vũ Hải nhiều lần. Nếu những lời này không đến từ miệng của Vũ Hải, họ sẽ không bao giờ tin rằng danh tính thực sự của Lê Uy Long lại cao đến như vậy. Tuy nhiên, điều này đã trực tiếp được Vũ Hải nói ra, nên dù họ không muốn tin thì cũng buộc phải tin vào điều đó. Bởi vì một đại úy như Vũ Hải không việc gì phải nói dối họ. Những đồng đội cũ Dương Văn Đoàn ngay từ đầu cũng không biết danh tính thực sự của Lê Uy Long, giờ đây khi nghe Vũ Hải nói ra điều đó, tất cả họ đều bàng hoàng. Biết rằng Dương Văn Đoàn có một người con nuôi giỏi giang như vậy, những cựu chiến binh này cũng rất hài lòng và mừng cho ông ấy. Chấm. Cùng lúc này, bà Chu, Chu Hữu Lộc, Thúy Hỏa và Chu Hoàng Lâm cũng đang trên đường đến Nghĩa Trang Linh Sơn. Trên đường đi, thấy rất nhiều phương tiện đang trở về từ Nghĩa Trang Linh Sơn, họ đột nhiên trở nên lo lắng. Lái xe nhanh hơn, nhanh hơn nữa đi. Nếu không chúng ta sẽ chế lễ tưởng niệm đó mất, bà Chu lo lắng thúc giục, "Mẹ ơi, bây giờ tất cả các tuyến đường đều kẹt xe rồi, có muốn nhanh cũng không nhanh nổi đâu." Chu Hữu Lộc, người phụ trách lái xe nói, "Ôi, mẹ à, dù sao Lê Uy Long cũng đã mời chúng ta tham gia và mẹ cũng đồng ý rồi nên chắc chắn cậu ta sẽ phải chờ, chúng ta không phải vội vàng quá làm gì." Thúy Họa nói. "Cô thì biết cái gì? Có rất nhiều người nổi tiếng và bề thế đã đến lễ truy điệu của Dương Văn Đoàn." Cậu ta cần gì chờ chúng ta chứ? Mau lái xe nhanh lên." Bà Chu nổi giận nói. Cuối cùng, sau khi đến được cổng Nghĩa Trang Linh Sơn, bà Chu, Chu Hữu Lộc, Thúy Hỏa và Chu Hoàng Lâm đã nhanh chóng ra khỏi xe và thấy rằng đám đông đã giải tán từ lâu. Chỉ còn lại những người lính được trang bị đạn dược đang bảo vệ họ xung quanh. "Chúng tôi đến viếng ông Dương Văn Đoàn, hãy cho chúng tôi vào trong." Bà Chu nói với người lính bảo vệ cổng. "Xin lỗi, chúng tôi đã nhận được lệnh bây giờ không ai được phép vào trong người lính bảo vệ cổng nói tôi là bà nội đằng vợ của lê uy long hãy để cho tôi vào thấy những người lính không chịu thỏa hiệp bà chu vội vàng tiết lộ danh tính hóa ra là như vậy xin bà vui lòng chờ trong giây lát tôi phải vào trong báo cáo trước người lính bảo vệ cổng biết rằng bà chu là người thân của lê uy long thì nể sợ không dám bỏ bê bèn chạy vào báo cáo chu nhược mai người đang đứng đợi bên cạnh lối vào nghĩa trang thấy bà nội và người chú Chu Hữu Lộc chạy tới, cô liền bước tới và hỏi, bà, chú thím. Mọi người cũng đến để viếng bố chồng con sao? Phải, nhược mai à, tại sao con lại ra ngoài như thế này? Bà Chu ngạc nhiên hỏi khi thấy Chu Nhược Mai xuất hiện ở đây. Uy Long yêu cầu cháu ra ngoài trước và đợi anh ấy. Nếu mọi người đến để dự lễ tưởng niệm, tại sao tới tận bây giờ mới đến nơi? Chu Nhược Mai hỏi, nghe câu hỏi của Chu Nhược Mai, bà chu và chu hữu lộc ngay lập tức cứng họng cả hai đều bối rối và không biết phải trả lời thế nào bà chu tránh không trả lời câu hỏi của chu nhược mai thay vào đó lại hỏi bà nghe nói hôm nay có cả vị tổng chỉ huy chiến trường miền nam vũ hải và một sư đoàn vô cùng hùng mạnh đang ở đây phải không họ có còn ở trong đó không tất cả họ vẫn còn ở bên trong chỉ có chúng cháu và những thường dân khác là được mời ra ngoài còn bọn họ và đội quân vẫn còn bên trong chu nhược mai thực thà nói thật tốt nếu họ ở trong đó. Vậy chúng ta sẽ vào để đi gặp họ. Bà ta chắc chắn với cương vị là bà vợ của Lê Uy Long, người ta ắt hẳn phải cho bà ta vào. Đúng lúc Lê Uy Long đang chuẩn bị xử tử những tên tội đồ trước ngôi mộ của Dương Văn Đoàn thì một người lính chạy vào nói báo cáo soái tướng. Có thêm vài người muốn vào thắp hương cho cụ ông. Một bà nói rằng bà ta là bà bên vợ của ngài. Ngài có đồng ý cho họ vào không? Ngăn họ lại, không cho họ vào. Lê Uy Long nói, anh quyết định ngay mà không mảy may do dự. Bà Chu và những người khác trong Chu Gia Hẳn đã nghe nói rằng có rất nhiều tên tuổi lớn trong buổi lễ phúng điếu ngày hôm nay, vì vậy họ đã thay đổi ý định ban đầu và cùng nhau đến. Khi anh ngỏ lời mời, bọn họ đã thẳng thừng từ chối, bây giờ thấy lợi ích bày ngay trước mắt họ lại hăm hở đến tiễn đưa cha anh. Những người như vậy anh không tiếp. tuân lệnh. Các anh hãy nói với họ rằng Vũ Hải, vị tổng chỉ huy chiến trường miền Nam không đồng ý cho họ vào bây giờ buổi lễ tưởng niệm đã kết thúc nên không ai được vào đây nữa lê uy long nói thêm mặc dù anh đã tiết lộ danh tính thực sự của mình với hoàng minh yên trương minh thành và những người khác anh vẫn không thực sự muốn cho chu ra biết thân phận thực sự của mình vì vậy anh vin vào vũ hải nói anh ta không đồng ý cho họ vào viếng vũ hải đổ mồ hôi bất đắc dĩ anh ta lại trở thành tấm bia đỡ đạn cho vị lê soái này tuân lệnh người lính chào kiểu nhà binh và ngay lập tức chạy trở ra ngoài trong chốc lát bà chu thấy người lính vào báo cáo đã chạy ra bây giờ chúng ta có thể vào chưa bà chu mỉm cười hỏi bà không thể vào thưa bà tổng chỉ huy chiến trường miền nam ngài vũ hải nói hiện tại buổi lễ phúng điếu đã kết thúc nên không ai có thể vào được người lính nói cái gì buổi lễ đã kết thúc bà chu ngạc nhiên kêu lên vâng thưa bà nếu buổi lễ đã kết thúc tại sao họ vẫn ở bên trong bà chu cứng đầu tiếp tục đôi co đây là một điều bí mật tôi không thể nói gì thêm với gia đình xin vui lòng quay về người lính nói không tôi phải tìm lê uy long để cậu ta phải ra ngoài đón chúng tôi không muốn chấp nhận sự thật bà chu cương quyết nói to bà ta nhìn vào trong và không thấy ai khác ngoài nhóm binh sĩ này nên bà ta nhất định không chịu bỏ cuộc chính tổng chỉ huy chiến trường miền nam vũ hải không đồng ý cho các người vào bà không thể gặp được bất cứ ai đâu người lính tự tin nói bởi vì đây vốn dĩ là lệnh của lê uy long mẹ ơi đi thôi chính ngài vũ hải nói rằng không ai được phép vào nếu cứ đứng ngoài này cũng đâu có ích gì hoặc cũng làm sao mà tìm được lê uy long chu hữu lộc nói bà chu cũng nghĩ đến điều đó nếu vũ hải đã nói rằng không cho phép ai vào đó nữa thì nếu có gặp được kẻ vô dụng lê uy long thì phỏng có ích gì nếu lời nói của cậu ta có trọng lượng thì lúc nãy vợ cậu ta chu nhược mai đã không bị đuổi ra ngoài vì vậy cuối cùng bà ta đành rời đi cùng với Chu Hữu Lộc, Thúy Hỏa và Chu Hoàng Lâm mà không thèm nói với Chu Nhược Mai một tiếng. Lúc này, trước mộ phần của Dương Văn Đoàn, Lưu Bảo Thục, chính tay mày đã giết cha tao, bây giờ mày còn nói gì được nữa không? Lệ Uy Long đã quyết định rằng Lưu Bảo Thục, kẻ trực tiếp giết cha mình, sẽ phải lên đoạn đầu đài trước. Hãy tha thứ cho tôi, chính Trương Minh Chí đã ép tôi phải làm như vậy, cầu xin anh cho tôi cơ hội sống sót. Tôi chắc chắn sẽ cải tà quy chính, tôi chắc chắn sẽ không bao giờ phạm một lỗi lầm nào nữa. Mặc dù hắn đã lấy mạng vô số người, vốn được coi là một cỗ máy giết người của bang Hổ báo, nhưng khi phải đối mặt với cái chết hắn ta cũng vẫn sợ hãi như thường. Chương 126 lần lượt trả giá một. Khi đó bố tao đã bị thương rất nặng, nhưng chính mày, chính mày đã bồi cho ông ấy nhát dao cuối cùng cướp đi sinh mạng của ông. Nếu không phải do mày, biết đâu bố tao vẫn còn cơ hội được cứu. Bây giờ mày muốn tao tha cho mày, vậy khi bố tao bị trọng thương đến thế mày có tha cho ông ấy không?" Lê Uy Long đanh thép nói. "Tôi, tôi xin thề sẽ không bao giờ lặp lại tội ác đó một lần nữa. Người chết cũng đã chết rồi, ngay cả khi anh có giết tôi cũng đâu làm cha anh sống lại được. Xin hãy tha cho tôi lần này, một lần này thôi." Lưu Bảo Thục vẫn quỳ ở dưới đất luôn miệng cầu xin. "Nợ máu phải được trả bằng máu." Kéo hắn lên và bắn ngay trước mộ của cha tôi. Lê uy long không muốn nói những lời vô nghĩa với lưu bảo thục nữa mà trực tiếp ra lệnh xử tử bởi vì có rất nhiều kẻ thù ác cần bị xét xử nếu còn nói quá nhiều điều vô nghĩa với chúng chắc chắn sẽ lãng phí rất nhiều thời gian lệnh của lê uy long vừa được ban ra toàn thân lưu bảo thục co rúm lại vì sợ hãi hắn thẫn thờ ngồi bệt rúm gió một đống dưới đất hai người lính lập tức bước tới và kéo lưu bảo thục về phía mộ của dương văn đoàn một người lính bước theo với một khẩu súng trên tay không làm ơn đừng giết tôi." Lưu Bảo Thục khóc lóc van xin. Hai vai hắn bị hai người lính ghì chặt ấn xuống buộc hắn phải quỳ chân trước mộ của cha Lê Uy Long. Một khẩu súng ngay lập tức dí thẳng vào đầu Lưu Bảo Thục. "Tôi không muốn chết, đừng, đừng giết tôi." Họng súng lạnh toát sau gáy làm nỗi sợ của Lưu Bảo Thục dâng lên tới đỉnh điểm. Hắn cố gắng giãy dụa trong vô vọng. Đoàng. Máu phọt ra thành tia sau tiếng súng và hắn ta ngã lăn ra đất ngay lập tức. Kẻ trực tiếp giết Dương Văn Đoàn cuối cùng đã phải đền tội trước mộ của ông. Cảnh xử tử này đập vào mắt những kẻ còn lại làm chân chúng đứng không vững mà khuỵu ngay xuống đất. Tất cả đều hình dung ra thảm cảnh trong tương lai gần của mình. Mặt Trương Minh Chí tái nhợt như một tờ giấy trắng, bởi vì hắn ta chính là thủ phạm đã giết chết Dương Văn Đoàn. Tuy vậy những kẻ còn lại vẫn còn giữ chút ít hy vọng rằng chúng không phải là thủ phạm trực tiếp giết chết Dương Văn Đoàn biết đâu Lê Uy Long chỉ trừng phạt chúng một cách thích đáng rồi thả chúng ra hoặc giao chúng lại cho cảnh sát. Miễn là được xử lý bởi luật pháp, chúng sẽ dùng tất cả mọi phương tiện chúng có để có thể giữ lại mạng sống cho bản thân. Ngụy An Khánh, giờ đến lượt mày, mày còn gì để nói nữa không? Lê Uy Long quay sang Ngụy An Khánh, Ngụy An Khánh giật nảy mình, cả người run lên bần bật lắp bắp không thành tiếng, tôi, tôi không giết bố anh. Tại sao, tại sao anh lại giết tôi? Mặc dù mày không giết cha tao, nhưng mày là một trong những đại ca của bang hổ báo. Đời mày đã làm bao nhiêu điều xấu xa, bẩn thỉu. Hơn thế nữa, chính mày đã bắt cóc vợ tao tới khu nhà máy bỏ hoang rồi dụ tao tới hỏng lấy mạng của tao. Mày xứng đáng phải chết, Lê Uy Long lạnh lùng gần từng tiếng. Anh chọn xử Ngụy An Khánh trước chính là cho hắn một ân huệ cuối cùng. Vì càng là kẻ bị xử tử lại sau thì sẽ càng sợ hãi khi phải lần lượt chứng kiến từng người chết ngay trước mắt. Càng chết sau càng càng sợ hãi loại tư vị này dĩ nhiên lê uy long phải dành cho những tên đầu sỏ cuối cùng vụ bắt cóc vợ của anh cũng là do tôi phải tuân lệnh anh lớn mà hành động đó không phải là chủ định của tôi tôi xin anh xin anh hãy cho tôi một con đường sống ngụy an khánh thảm thiết phan xin kéo hắn lên và bắn lê uy long đanh thép ra lệnh hai người lính bước tới và kéo ngụy an khánh đến trước mộ của dương văn đoàn hắn chết ngay sau một phát súng vậy là hai đại ca của bang hổ báo đã phải đền mạng tại đây, dùng máu của chúng để phúng viếng linh hồn người quá cố. Lũ tội nhân còn lại đứng lặng người như những bóng ma. Võ Trung Hiếu, bây giờ sẽ đến lượt mày. Lệ Uy Long lạnh lùng gọi tên của gã quân sư bang hổ báo. Võ Trung Hiếu ngẩng phát đầu lên, ánh mắt hoảng loạn, run rẩy xua tay liên lịa, tôi chỉ là một thành viên tầm thường của bang hổ báo. Tôi, tôi không giết người. Mày, gã quân sư cho chết chính mày là kẻ vạch ra biết bao âm mưu giết người quỷ quyệt, tội ác của mày không kém gì hai tên Lưu Bảo Thục và Ngụy An Khánh. Đêm qua ở thung lũng Ngạc Na mày còn dắp tâm muốn hủy hoại Nguyễn Tú Hằng. Mày nghĩ xem liệu tao có thể tha thứ cho mày không? Kéo hắn lên và bắn. Lê Uy Long lạnh lùng ra lệnh xử tử hắn. Hai người lính lập tức kéo võ Trung Hiếu đến trước mộ của Dương Văn Đoàn và thực hiện vụ hành quyết. Không, võ Trung Hiếu gào khóc điên cuồng trước khi chết. Đoàn, vậy là hết đời tên quân sư của bang hổ báo trước mộ của dương văn đoàn ba xác chết nằm sóng sửa trông vô cùng đáng sợ đám tù nhân lúc này gần như chỉ còn giữ lại được một hơi thở toàn thân chúng tê liệt hoàn toàn mang cả hoàng minh yên và cao kim bình lên đây lê uy long không muốn gọi lần lượt hai kẻ này tội lỗi của hoàng minh yên và cao kim bình đều lớn ngang nhau hãy cho chúng chết cùng nhau Cùng nhìn thấy gương mặt hoảng sợ của đối phương khi chuẩn bị bị xử bắn để chúng nếm sự cộng hưởng của cảm giác hoảng sợ tột cùng trước khi lấy đi sinh mạng của chúng. Bốn người lính ngay lập tức điệu Hoàng Minh Yên và Cao Kim Bình đến trước mặt Lê Uy Long. "Hoàng Minh Yên, mày có biết tội của mày không?" Lê Uy Long chậm rãi nói từng tiếng một. "Soái tướng, soái tướng, tôi biết tôi sai rồi. Tôi thực sự có mắt như mù, không biết soái tướng là vị tổng tư lệnh vĩ đại của đất nước nên mới lỡ phạm lỗi tay trời." nhưng người không biết không có tội, xin anh hãy tha cho tôi một mạng. nếu tôi biết thì có cho tôi một trăm lá gan tôi cũng không dám đối phó với soái tướng. hoàng minh yên vừa nói vừa run rẩy toàn thân, hắn càng nói thì bản chất tiểu nhân trong hắn càng lộ rõ ra ngoài. im đi cho tao. vậy nếu tao không phải là một tổng tư lệnh quân đội quốc gia mà là một thường dân bình thường thì mày sẽ dám làm những điều sằng bậy, tàn ác đó với tao sao? lê uy long hét lên giận dữ. không, không phải như vậy đêm qua ở thung lũng ngạc na, tôi chỉ đùa với anh thôi. Chỉ là một trò đùa, làm sao tôi có thể thực sự làm cái việc điên rồi đó. Hoàng Minh Yên vẫn khăng khăng phủ nhận tội lỗi của hắn bằng mọi lý lẽ có thể nghĩ ra. Đùa thôi à, mày nghĩ tao là một đứa trẻ lên ba sao, tao đã nói với mày đêm qua rằng mày sẽ phải nhận quả báo. Không phải là quả báo không đến với mày mà chỉ là chưa tới lúc nó đến mà thôi. Mà một khi quả báo tới rồi thì có trời mới cứu nổi mày hôm nay chính là ngày nó đến. Lệ Uy Long gióng giạc nói như một vị thần. Hoàng Minh Yên sợ không nói thêm được lời nào nữa, hắn chỉ còn biết khóc lóc van xin. Không, soái tướng, xin hãy tha cho cái mạng chó của tôi. Tôi nhất định sẽ không dám nữa. Mày thân giữ vị trí giám đốc công an thành phố nhưng lại cấu kết mật thiết với bọn xã hội đen bang hổ báo. Hơn nữa, đêm qua tại thung lũng ngạc nam mày còn muốn hủy hoại sự trong trắng của vợ tao mày có chết hàng trăm lần cũng không đủ. Lê Uy Long quát lên dữ dội, Hoàng Minh Yên sợ đến mức toàn thân nhũn ra không quỳ thẳng được nữa, hai người lính hai bên phải dùng sức giữ lại mới ngăn được hắn ngã lăn ra nền đất. Đây chính là lý do đêm qua Lê Uy Long muốn bắt sống Cao Kim Bình và Hoàng Minh Yên. Chúng phải thấm sự sợ hãi tới từng thớ thịt, huyết quản của chúng phải đóng băng vì nỗi khiếp sợ khủng khiếp nhất trên đời. Để chúng chết ngẫu nhiên bởi những viên đạn bắn ra từ những người lính đêm qua thì quá rẻ cho chúng. Lệ Uy Long không buồn nhìn đống thịt giữa trước mắt nữa mà chuyển sang nói với Cao Kim Bình. Còn mày, Cao Kim Bình, bây giờ mày còn gì để nói? Trời ơi, có trời đất làm chứng. Tất cả những hành động sai trái của tôi đêm qua ở thung lũng Ngạc Na hoàn toàn là do phải tuân theo sự sai khiến của Trương Minh Thành. Tôi chỉ làm theo những gì hắn sai bảo chứ cả đời tôi chưa bao giờ dám nghĩ đến những điều tồi tệ như thế. Ông ta là bí thư thành ủy Đức Cao Vọng Trọng, Quyền lực che trời làm sao tôi dám không tuân theo lệnh của ông ta?" Cao Kim Bình mồm năm miệng 10 thể thốt. năm ngàn tay chân của bang hổ báo chúng mày tề tựu đông đủ ở Thung Lũng Ngạc Na đêm qua mà mày dám nói mày không chú ý. Nếu ánh hạ không kịp thời đến thì tổng giám đốc Ngô Tường Ninh cũng đã bị hủy hoại trong tay mày. Chính mày đã ra lệnh cho hàng ngàn tay chân bang hội đánh hội đồng ánh hạ đến mức trọng thương. Hơn nữa từ xưa tới giờ bang hổ báo chúng mày đã luôn vỗ ngực xưng hùng xưng bá, làm vô vàn điều xấu xa bị ổi trong thành phố này, mày có nhớ hay không? Hôm nay chính là ngày mày phải đền tội cho những tội lỗi mà mày đã gây ra. Dù mày có bao biện thế nào thì cũng đã muộn rồi. Ngày tàn của mày và bang hổ báo đã đến. Lệ uy long đanh thép, hùng hồn kết tội cao kim bình. Không, xin hãy cho tôi một cơ hội cải tà quy tránh. Tôi không muốn chết, cao kim bình sợ hãi đến tột cùng. Hắn dập đầu bôm bốp xuống nền đất để cầu xin sự thương xót. Mày là thủ lĩnh của bang nhưng lại để cho tay chân mặc sức làm càn giết người, cướp của, rửa tiền, hiếp dâm, không thiếu một tội ác nào mà chúng mày không nhúng tay. Mày trụm đầu bàn bạc mưu kế với võ trung hiếu để bẫy tao, dung túng cho lưu bảo thục giết chết cha tao, mày nghĩ tao có thể tha cho mày một con đường sống được không? Lê Uy Long tiếp tục nói, chương 127 lần lượt trả giá 2. Cao Kim Bình nghe những lời kết tội của Lê Uy Long mà ù cả hai tai hắn gần như đã hoàn toàn mất đi chi giác lê uy long mặc dù tôi có tội nhưng tội của tôi vẫn không đáng phải chết anh có quyền gì để xử tử tôi lúc này hoàng minh yên đã hồi lại được một hơi lại tiếp tục giở giọng điệu của một kẻ nắm quyền lâu năm ra chất vấn chừng nào tao còn là một tổng tư lệnh quân đội quốc gia thì tao vẫn có quyền đưa mày vào chỗ chết lê uy long dằn mạnh từng tiếng nhưng cuối cùng tôi đã không giết anh tôi cũng không hủy hoại vợ anh tội của tôi vẫn chưa đáng chết, Hoàng Minh Yên gắng sức cãi. Là giám đốc công an thành phố, mày thông đồng với lũ xã hội đen để giết người, che giấu tội ác của trương gia và bang hổ báo, hủy bỏ bằng chứng chúng giết cha tao. Đêm qua ở thung lũng ngạc na mày thậm chí còn điên cuồng phạm tội. Luật pháp không bắt mày chết thì hãy để luật trời xử tử mày. Lệ Uy Long không ngừng vạch trần những tội lỗi xấu xa của hắn. Không, không, tôi muốn kháng cáo, tôi muốn yêu cầu tòa án xét xử. Ngay cả khi tôi có tội, anh cũng không thể xử tôi một cách riêng tư như ở nơi này được. Bây giờ Hoàng Minh Yên chỉ ước được ra tòa còn hơn là để Lê Uy Long xử tội. Một tổng tư lệnh quân đội như tao thẳng tay xử lý một cấp dưới nhỏ nhoi như mày thì dù mày có kháng cáo lên tòa án tối cao hay đi hỏi tất cả những công dân của Long quốc này cũng không ai dám bảo chữa, tranh biện cho mày, một tên tham quan độc ác. Lê Uy Long nói rất độc đoán. Không, thật ra thì tối qua tôi chỉ hoàn toàn làm theo lệnh của Trương Minh Thành tôi không phải là chủ mưu, tôi chỉ bắt buộc phải làm theo lệnh của người khác nên tội tôi không đáng phải chết. Hoàng Minh Yên vùng vẫy trong tay hai người lính, đối mặt với cái chết, như mọi tù nhân chuẩn bị bị xử tử khác, hắn thể hiện một nỗi sợ hãi vô cùng tận. Mày không phải lo, lẽ dĩ nhiên tao sẽ xử trương Minh Thành, mặc dù mày không phải chủ mưu nhưng những việc mày đã làm đêm qua thì không lời nào có thể bảo chữa được. Mày không xứng đáng được sống trên đời. Lệ Uy Long căm giận, hoàng minh yên ngã ngồi xuống đất như một con chó chết toàn thân vô lực hoàn toàn hắn không bao giờ nghĩ rằng một giám đốc công an thành phố như hắn lại có ngày xa cơ đối diện với cái chết trong hoàn cảnh kinh hoàng như vậy tới lúc này hắn không còn gì để nói hắn đã rõ ràng lệ uy long nắm quyền sinh quyền sát trong tay giết một tội đồ như hắn vốn dễ dàng như lật sấp bàn tay lúc này trong lòng hắn tràn ngập sự hối hận muộn màng Hối hận vì đã mở mắt vì tiền mà thông đồng với gia đình họ Trương và bang hổ báo lợi dụng những kẽ hở của luật pháp để hại người và trục lợi cho bản thân. Bây giờ hắn chỉ ước đây hoàn toàn chỉ là một giấc mơ, khi hắn tỉnh dậy mọi thứ đều đã ổn. Công lý có thể được thực thi hơi muộn, nhưng chắc chắn sẽ được thực thi. Đây chính là lúc chúng mày phải trả giá cho những tội lỗi mà chúng mày đã gây ra từ trước tới giờ. Lê Uy Long lạnh lùng nói, như tiếng sét đánh giữa trời xanh tai của Hoàng Minh Yên và Cao Kim Bình ù đi hoàn toàn khi nghe Lệ Uy Long phán xử. Kéo Hoàng Minh Yên và Cao Kim Bình lên, xử bắn, Lệ Uy Long hét lớn. Bốn người lính lập tức bước tới kéo Hoàng Minh Yên và Cao Kim Bình đến trước bia mộ của Dương Văn Đoàn. Hai người lính theo sau, chuẩn bị thực hiện vụ hành quyết. Không, đừng bắn tôi. Tôi không muốn chết, tôi thực sự không muốn chết. Hoàng Minh Yên và Cao Kim Bình khóc lóc cầu xin. Khi phải đối mặt với cái chết, ai ai cũng đều sợ hãi cho dù đó là một vị giám đốc công an thành phố hay là một gã đại ca sừng sỏ giết người không ghê tay thì khi cái chết rơi xuống đầu chúng chúng cũng vẫn sợ hãi như thường cầu xin khóc lóc cái gì các người đã đánh ánh hạ đến mức trọng thương vậy mà vẫn còn không tha cho cô ấy muốn hủy hoại cả một con người đang nhuộm đầy những máu chúng mày có còn là con người nữa hay không chúng mày không muốn phải chết thế này thì đừng làm những tội ác tài trời như thế số phận của chúng mày hôm nay chính là kết quả của những hành động trong quá khứ của chính các người. lê uy long gầm lên, tôi không dám nữa. làm ơn cho tôi một cơ hội khác. hoàng minh yên khản tiếng cầu xin. hoàng minh yên đồ đê tiện, hành động của cha tao vốn chính trực, trưởng nghĩa là thế mà mày lại dám xuyên tạc hành động ấy của ông, nói rằng đó chỉ là một vụ ẩu đả thông thường. mày không chết thì làm sao có thể an ủi vong linh của cha tao trên trời được. lê uy long giận dữ hét to. Tha cho tôi đi mà, tôi xin anh, Nguyễn là anh tha cho tôi sau này tôi làm con bò, con ngựa cho anh cũng được. Cao Kim Bình cũng dối giết cầu xin. Đúng, đúng, Nguyễn là anh tha cho tôi, tôi sẵn sàng từ bỏ hoàn toàn cái ghế giám đốc này để làm một người bình thường thôi. Hoàng Minh Yên vừa dẫy dụa vừa thề thốt, nếu đã biết ngày hôm nay, tại sao các người lại để tay mình nhúng chàm như vậy? Không phải trước đây các người không tin vào quả báo sao? Bây giờ thì hãy hét to lên nữa đi chuẩn bị, bắn, Lê Uy Long thét, đoàn, đoàn. Hai phát súng đã kết liễu hai tên đầu sỏ gian ác. Thêm hai xác chết nằm sóng sượt trước mộ dương văn đoàn. Hai kẻ độc ác cuối cùng đã nhận một hình phạt thích đáng. Cuộc đời tội lỗi của chúng cuối cùng cũng bị kết thúc bởi Lê Uy Long. Hoàng Minh Yên, Cao Kim Bình muốn xử tử Lê Uy Long tại thung lũng ngạc na đêm qua, nhưng cuối cùng chúng không ngờ lại bị Lê Uy Long xử tử. Tạ Ngọc Liên, Trương Minh Thành, Trương Minh Nhị, Phan Hoài Lan, Trương Minh Trí chứng kiến cái chết của Hoàng Minh Yên, Cao Kim Bình, Võ Trung Hiếu, Ngụy An Khánh và Lưu Bảo Thục mà sợ tới vỡ mật. Loại cảm giác này giống như một đám gà bị nhốt chung một chuồng, chờ đợi người ta đến bắt giết từng con rồi không biết tiếp theo sẽ là con gà nào bị giết tiếp. Thà chết ngay còn đỡ khổ hơn kiểu nhấp nhổm chờ đợi cái chết sẽ đến với mình bất kể khi nào như thế này. Bang Hổ Báo và Hoàng Minh Yên đều đã bị xử tử, bây giờ đến lượt nhà họ Trương, ai sẽ là kẻ tiếp theo phải lìa đời đưa Trương Minh Trí lên, Lê Uy Long gần từng tiếng. Trương Minh Trí lập tức bị kéo lên bởi hai người lính. Hắn sợ đến mức không thể nào lê chân đi được, họ nhấn hắn quỳ xuống đất. Không, đừng giết tôi, Trương Minh Trí khóc lớn. Mày không chỉ giết cha tao, mà còn muốn cưỡng đoạt vợ tao. Tao làm sao có thể tha cho mày được, Lê Uy Long lạnh lùng nói. Tôi thực sự không biết rằng anh là một tổng tư lệnh vĩ đại. Nếu tôi biết điều đó nhất định dù có ăn gan hùm, Mật gấu tôi cũng không bao giờ dám. Trương Minh Chí càng khóc lớn hơn, nước mắt chảy ràn rụa trên khuôn mặt béo núc ních của hắn. Mày là kẻ kiêu căng, ngạo mạn chuyên đi cưỡng đoạt con gái nhà lành. Biết bao cuộc đời đã bị hủy hoại dưới tay mày, vậy thì nếu tao cho mày được sống chính tao đã phạm vào tội ác. Mày không đáng được sống ở trên đời." Lệ Uy Long nhìn thẳng vào khuôn mặt nhòe nhòe nước mắt của hắn và nói. Trương Minh Chí sợ đến mức tè cả ra quần, hắn luôn mồm rên rỉ không, xin anh, xin anh cho tôi một cơ hội được sửa chữa sai lầm. Sau này nhất định tôi sẽ làm một người thật tốt, chương 128 cuộc thanh trừng. Rất tiếc, cho dù mày có sử dụng cả quãng đời còn lại cũng không thể trở thành một người tốt đẹp hơn được. Mối thù giết cha và nỗi nhục khi thấy vợ mình bị hành hạ, nếu mày là tao, màu có chịu được không? Chừng nào mày còn chưa chết thì vẫn chưa thể chút hết mối hận trong lòng tao. Cha tao cũng sẽ không thể nhắm mắt, vì vậy, mày nhất định phải chết. Lê Uy Long gần giọng nói, "Bố, mẹ, bà, xin hãy giúp con, con không muốn chết." Trương Minh Chí biết rằng có cầu xin Lê Uy Long cũng vô ích. Lúc này, anh ta chỉ còn cách cầu cứu gia đình mình. Tuy nhiên, bây giờ người trong gia đình anh ta đến giữ mạng mình còn khó, làm sao có thể cứu hắn? Nhưng dù họ không thể cứu, họ cũng không muốn phải trơ mắt nhìn Trương Minh Chí bị bắn, tất cả đều khẩn khoản cầu xin. "Đừng giết con trai tôi, làm ơn!" Nó vẫn còn nhỏ nên chưa hiểu chuyện, mới phạm phải sai lầm này. Tôi xin cậu hãy cho nó một cơ hội được sửa lỗi." Phan Hoài Lan nói và khóc lóc thảm thiết, "Phải phải, thằng bé năm nay cũng mới chỉ 20 tuổi, hãy còn quá trẻ và vẫn đang ở tuổi trưởng thành, xin cậu làm ơn đừng giết nó." Trương Minh Nghị cũng nói, "Luật pháp đã quy định người đủ 18 tuổi trở lên là phải tự chịu trách nhiệm cho mọi hành động của mình, vì vậy nên hắn ta phải chịu trách nhiệm thôi. Chuyện này các người còn không biết sao?" Bây giờ hắn ta đã 20 tuổi mà các người vẫn nói là còn trẻ. Thân làm cha mẹ, nhưng các người lại không biết dạy dỗ, kỷ luật con cái, cứ đợi cậu ta phạm lỗi lớn rồi mới ngồi đây hối hận. Các người có xứng đáng làm cha mẹ hay không?" Lê Uy Long cau mày nói. "Dù sao đi nữa, cha của cậu cũng đã chết, người chết không thể sống lại, cậu giết cháu trai tôi thì có ích gì? Chỉ cần cậu có thể tha cho nó, tôi sẵn sàng bồi thường cho cái chết của cha cậu. Cậu muốn bao nhiêu cũng được hết." Tạ Ngọc Liên vội vã lên tiếng, "Chính vì câu nói này của bà, tôi càng phải giết hắn ta thảm thương hơn nữa. Tất cả cũng vì phương pháp giáo dục của bà mới sinh ra loại súc sinh như thế này đấy. Luôn nghĩ rằng tiền có thể giải quyết mọi thứ, tôi nói cho bà nghe, tiền không phải là tất cả." Lệ Uy Long tôi, với tư cách là tổng tư lệnh quân đội quốc gia, thần chiến tranh trông giống như một người thiếu tiền sao? Tiền chỉ là những con số, là một nắm giấy trong mắt tôi điều tôi muốn là công lý hãy trả lại công lý cho cha tôi lê uy long dường như gầm lên nếu cậu không thiếu tiền tại sao lại muốn gia nhập nhà họ chu tại sao cậu phải giả vờ làm một người con rể vô dụng nhất định là cậu phải thiếu tiền rồi thôi nào trương gia chúng tôi thực sự có thể chu cấp cho cậu rất nhiều tiền đủ để cậu có một cuộc sống thịnh vượng bà trương nói trong lòng vẫn chắc nịch rằng lê uy long hẳn phải rất khó khăn về tài chính Tôi tới Chu gia là vì tôi thích Chu Nhược Mai, tôi thích làm con rể đấy, bà có ý kiến gì với việc đó sao? Lê Uy Long nói, sau này chúng tôi chắc chắn sẽ dạy dỗ lại Trương Minh Trí, xin cậu làm ơn cho thằng bé một cơ hội, xin hãy tha cho nó lần này đi mà. Phan Hoài Lan vẫn khóc lóc rất thảm thương. Khi biết Trương Minh Trí đã giết cha tôi một cách bi thảm như vậy, Trương gia các người đã bao giờ hối hận chưa, có chút cảm giác tội lỗi nào không? có nghĩ đến việc dạy dỗ lại đứa con trai quý giá của các người ngay không? Hay là thay vào đó, các người lại cố gắng tìm mọi cách để che giấu tội ác cho hắn ta và dùng mọi thủ đoạn để ép tôi đến chỗ chết? Gia đình các người chẳng có ai tốt đẹp, nên cũng không cần phải tồn tại nữa. Lê Uy Long nói, nghe những gì anh nói, những thành viên trong trương gia đều tuyệt vọng, xem ra Lê Uy Long thực sự muốn đặt dấu chấm hết cho dòng họ trương tại đây. Cho dù trương minh Chí đã không thể có con nối dõi, hắn ta vẫn không thoát khỏi cái chết đưa trương minh trí đến trước mộ của cha tôi để tôi đích thân bắn chết hắn trả thù cho cha lê uy long nói quả quyết hai người lính ngay lập tức kéo trương minh trí đến ngôi mộ của dương văn đoàn ép chặt đầu anh ta xuống và buộc anh ta phải quỳ trước ngôi mộ một người lính gần đó lập tức đưa cho lê uy long một đôi găng tay trắng sau khi lê uy long đeo găng tay một người lính khác đưa ngay cho anh một khẩu súng lục Trương Gia không bao giờ nghĩ rằng Lê Uy Long sẽ đích thân dùng súng lục để giết Trương Minh Chí. Điều này cho thấy anh căm ghét Trương Minh Chí tới mức nào. Lê Uy Long đã nói rằng nếu anh ta muốn trả thù cho Cha mình, anh chắc chắn sẽ tự tay làm điều đó. Trương Minh Chí này là thủ phạm đã trực tiếp giết chết Cha mình, dĩ nhiên anh phải tự ra tay mới thỏa lòng hận thù. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Không, đừng bắn tôi, tôi không muốn chết. Trương Minh Chí cảm nhận được một đầu súng lạnh ngắt ngay sau gáy, liền khóc lóc và sợ hãi van xin. Lệ Uy Long thực sự đã chĩa súng vào phía sau đầu Trương Minh Chí, nhưng anh ta không vội bắn ngay. Anh muốn Trương Minh Chí phải cảm thấy sợ hãi và tuyệt vọng đến cùng cực khi đối mặt với cái chết, nếu không, thật khó để chút nỗi hận trong lòng anh. Mày đã ra lệnh cho đám tay sai của Trương gia và băng hổ báo giết cha tao. Khi ông ấy đã bị thương nặng, chính mày đã đập đầu ông ấy bằng một cây gậy sắt khiến ông ấy chết hẳn thật quá độc ác loại người như mày không xứng đáng được tiếp tục sống trên thế giới này nếu tha cho mày hôm nay tao không biết mày sẽ còn giết bao nhiêu người trong tương lai nữa bây giờ đến lượt mày nếm thử mùi vị cái chết phía sau đầu nhé lê uy long lạnh lùng nói ngoại trừ các tù nhân tất cả những người có mặt đều là lính họ chỉ im lặng theo dõi cuộc phán quyết của lê uy long và xử tử những tù nhân này một cách lặng lẽ tất cả họ đều biết rằng dương văn đoàn đã phải một mình chiến đấu với đám sát nhân trong khi bản thân già cả và tàn tật và cuối cùng đã chết một cách vô cùng tàn khốc và bi thảm tất cả bọn họ đều căm ghét những kẻ sát nhân này và cũng muốn giết chúng bằng chính đôi tay của mình trả thù cho ông dương nhìn thấy lê uy long hành quyết lần lượt từng tên tất cả binh lính đều cảm thấy nhẹ nhõm vì mối thù đã được trả dĩ nhiên họ sẽ không bao giờ tỏ ra thương xót chúng họ đều là những người lính sắt đá từ lâu họ đã quen với việc xử tử tù nhân. Không, không, tôi không muốn chết, tôi không muốn chết. Trương Minh Chí lúc này đã hoàn toàn hoảng loạn và không biết phải nói gì để ngăn cái chết sắp đến, vì vậy hắn chỉ có thể dùng chút sức còn lại hét lên mấy câu này. Trương Minh Chí thực sự sợ chết, vì anh ta biết rằng một khi mình chết đi thì sẽ không bao giờ trở lại với thế giới này được nữa. E rằng không chỉ là 100 năm, 1.000 năm, mà có khi đến cả 10.000 năm, 100 triệu năm và thậm chí sẽ không bao giờ có cơ hội thứ hai để đến thế giới này. Nghĩ đến những điều này, nỗi sợ hãi vô tận càng trào đến ôm trọn tâm trí hắn ta. Trương Minh Chí hoàn toàn không muốn chết, hắn vẫn muốn sống để có thể tiếp tục tận hưởng thế giới. Đoàn, chỉ với một phát súng, Lệ Uy Long đã dập tắt hoàn toàn niềm hy vọng nhỏ bé mong manh của Trương Minh Chí và kết liễu anh ta. Đầu của Trương Minh Chí bị một viên đạn xuyên qua, những tia máu bắn lên tung tóe, và hắn ta lập tức đổ về phía trước và ngã gục xuống đất. Chứng kiến cảnh này, Tạ Ngọc Liên, Trương Minh Nghị và Phan Hoài Lan sụp đổ hoàn toàn. Chí Nhi, con trai của tôi." Trương Minh Nghị và Phan Hoài Lan đều gào khóc đau đớn khi thấy con trai mình bị bắn. Còn Tạ Ngọc Liên thì gần như ngất đi vì đau lòng khi nhìn thấy đứa cháu trai yêu quý nhất của mình ngã gục trên mặt đất. Chỉ có Trương Minh Thành là chẳng mảy may động lòng trước cái chết của Trương Minh Chí. Dù sao Chính vì cậu cháu quý tử này mà ông ta mới rơi vào tình cảnh khốn nạn này. Ông ta thậm chí còn ước rằng Trương Minh Chí có thể chết thêm vài lần nữa. Giờ mang Trương Minh Nghị và Phan Hoài Lan đến đây, Lê Uy Long đột ngột lên tiếng. Bốn người lính ngay lập tức áp giải Trương Minh Nghị và Phan Hoài Lan, những người đang khóc đến gần như chết ngất, đến bên Lê Uy Long. Hai người này bị đưa đến chỗ Lê Uy Long, họ đột nhiên ngừng khóc và cảm thấy thật sự kinh hoàng. Mặc dù vừa trải qua nỗi đau mất con, họ cũng không muốn phải đi theo trương minh trí đối với hai người họ mạng sống của bản thân vẫn rất quan trọng chỉ cần còn có thể tiếp tục sống hai người họ không chừng vẫn có thể có con lê uy long cậu muốn làm gì trương minh nghị thận trọng hỏi cậu vừa mới giết con trai tôi vậy mà vẫn không chịu để chúng tôi đi ư phan hoài lan cũng nói với giọng run run lê uy long lạnh lùng đáp trả hai người không biết dạy dỗ con cái Nuôi dậy ra một tên súc sinh vô lại mà vẫn không biết ăn năn hối cải. Không có lý do gì để loại người như ông bà được tiếp tục sống trên thế giới này. Chúng tôi không giết cha cậu, sao cậu vẫn còn muốn bắn chúng tôi chứ?" Trương Minh nghị hỏi và giận run người. "Phải, mặc dù ông không giết cha tôi, nhưng lại cố gắng tìm mọi cách để che giấu tội ác cho con trai mình. Vì vậy, ông cũng không thể thoát án tử hình." Uy Long nói, "Không, cho dù chúng tôi đã giúp con trai che giấu tội ác nhưng tội ác không gây chết người chúng tôi không có tội phan hoài lan rất sợ hãi và tiếp tục khóc lóc bà không chỉ che đậy tội ác cho con trai mình mà còn lên kế hoạch bắt cóc vợ tôi thậm chí các người còn mời một nhóm sát thủ đến để giết tôi vậy mà vẫn có mặt mũi xin tha mạng sao lê uy long bắt đầu mất kiên nhẫn chúng tôi sẽ không dám nữa hãy tha cho chúng tôi lần này làm ơn trương minh nghị khẩn khoản cầu xin non sông khó đổi bản tính khó rời nếu tha cho các người hôm nay, các người chắc chắn sẽ tìm cách giết tôi trong tương lai. Tôi gặp rắc rối như thế là đủ rồi. Lệ Uy Long không muốn nói thêm những chuyện vô nghĩa với họ, và ngay lập tức tuyên bố. chương 129 đặc phái viên. Thân là một long thần chiến sắt đá, Uy Long sẽ không bao giờ thể hiện lòng thương xót hay mềm yếu trước kẻ thù. Đối xử tử tế với kẻ thù là tàn nhẫn với chính mình bốn người lính ngay lập tức áp giải Trương Minh Nghị và Phan Hoài Lan đến trước ngôi mộ của ông Dương Văn Đoàn. Lần này Lê Uy Long không muốn tự mình ra tay nữa và yêu cầu những người lính làm điều đó thay mình. Đoàn, đoàn, hai phát súng dứt khoát vang lên liên tiếp, Trương Minh Nghị và Phan Hoài Lan lập tức ngã xuống trước lăng mộ của ông Dương. Tạ Ngọc Liên đau đớn nhìn cháu trai, con trai và con dâu của mình lần lượt bị bắn chết và ngã xuống trước mộ của Dương Văn Đoàn. Lúc này bà ta cũng vô cùng bối rối bây giờ bà và người con trai trương minh thành là những người duy nhất còn sống sót tiếp theo là trương minh thành lê uy long muốn giải quyết mọi việc nhanh chóng và ngay lập tức ra lệnh một lần nữa trương minh thành bất giác run rẩy khi nghe tiếng gọi của lê uy long hai người lính gần đó nhanh chóng áp giải trương minh thành đến trước mặt lê uy long và ép ông ta quỳ xuống trương minh thành ông đã biết tội chưa lê uy long lạnh lùng hỏi sao chứ tôi có tội gì vậy Trương Minh Thành hỏi lại. Hả, ông vẫn không biết mình phạm tội gì à? Hoàng Minh Yên và trương gia của ông đã khai trực tiếp với tôi rằng chính ông đã ra lệnh cho họ thực hiện vụ án ở thung lũng Ngạc Na. Uy Long nói, tôi rất hối hận khi đã kêu họ làm chuyện này và tôi hứa rằng sẽ không bao giờ để những chuyện ngu ngốc tương tự xảy ra nữa. Trương Minh Thành cẩn trọng nói, đường đường là người nằm trong ban lãnh đạo thành phố, Vậy mà ông dám tiếp tay cho Hoàng Minh Yên và bang hổ báo làm ra những chuyện độc ác và xấu xa như vậy. Nếu không có kế hoạch quân sự của tôi đến kịp thời vào đêm qua, có lẽ giờ này tôi đã chết trương xác trong thung lũng ngạc na đó rồi. Ông và bọn chúng đều đã vi phạm luật pháp, ông còn có gì muốn nói nữa không? Lê Uy Long cau mày nói, chính vì tôi nằm trong ban lãnh đạo thành phố, nên ngay cả khi tôi phạm tội, anh cũng không có quyền xử tử tôi. Tôi muốn gặp ngài thủ tướng và để ông ấy quyết định. Trương Minh Thành, giống như Hoàng Chín Yên hồi nãy, cũng không muốn phải chết trong tay Lê Uy Long. Có lẽ ông không biết rằng chính Ngài Thủ tướng đã bí mật thành lập một đoàn thanh tra và bổ nhiệm tôi làm trưởng đoàn thanh tra đó, chỉ để điều tra những nhân vật có máu mặt như ông đây đã làm ra những chuyện xấu gì. Và người đầu tiên mà tôi xử lý chính là ông đó. Lê Uy Long nói, cái gì, hóa ra anh, là trưởng đoàn thanh tra, sao có thể như vậy được, Trương Minh Thành kinh hãi thốt lên. Đúng vậy, Ngoài việc lên kế hoạch cho cuộc tập kích ở Thung lũng Ngạc Na, đêm qua ông còn chạy trốn tới đại sứ quán Đông Quốc cùng với rất nhiều thông tin mật. Ông chính là kẻ phản quốc, đã đầu hàng kẻ thù. Tội lỗi của ông là không thể tha thứ." Uy Long nói một cách dứt khoát. "Không, nói gì thì nói, tôi vẫn là người ở trong ban lãnh đạo thành phố, là một người có chức có quyền. Thủ tướng chắc chắn sẽ không để anh vì ý giết tôi. Điều đó còn tùy thuộc vào việc tôi có thực sự phản bội quốc gia hay không nữa." tôi muốn gặp ngài thủ tướng. Trương Minh Thành gào lên. Thủ tướng là người mà một kẻ phản tặc như ông muốn gặp là gặp được sao? Đưa ông ta lên đây và giết ngay tại chỗ. Lệ Uy Long không muốn phí lời vô ích với loại người này thêm nữa, và ngay lập tức ra lệnh cho những người lính ở đó, chuẩn bị xử tử Trương Minh Thành. Lúc này, một người bảo vệ bóng vội vã bước vào. Báo cáo Lê Soái, một phái viên của thủ tướng xin được gặp anh ở bên ngoài Nghĩa Trang. Người lính nói với Uy Long anh bị bất ngờ trong giây lát và ngạc nhiên hỏi thủ tướng thực sự đã gửi đến một phái viên vâng nếu lê soái muốn đưa phái viên vào đây xin ngài hãy ra chỉ thị người lính nói vậy thì đưa anh ta vào lê uy long nói đó là người trợ lý của ngài thủ tướng làm sao anh ta có thể vô lễ được vâng người lính lập tức quay lại và chạy về phía lối vào nghĩa trang ha 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 lê uy long phái viên của thủ tướng thực sự đã ở đây anh chắc chắn không thể giết tôi Trương Minh Thành bất ngờ cười điên dại, Tạ Ngọc Liên cũng vui mừng khôn xiết khi nghe tin phái viên của thủ tướng thực sự đã đến, và nghĩ rằng người đó đến đây là để ngăn Lê Uy Long làm những điều sai trái. Bà ta còn cảm thấy rằng vị phái viên này đã đến quá muộn. Bây giờ các con cháu của Trương gia gần như đã chết hết. Tuy nhiên, đến muộn vẫn hơn là không đến. Ít nhất bây giờ người đó cũng có thể cứu bà và người con trai cả Trương Minh Thành. Chỉ cần có thể giữ lại một chút máu ngủ của Trương gia bà ta nhất định sẽ tìm cơ hội trả thù lê uy long trong tương lai một lúc sau người phái viên của thủ tướng đã vội vã đến cạnh lê uy long xin chào không biết thủ tướng gửi anh đến đây là có việc gì lê uy long lo lắng hỏi báo cáo với tổng tư lệnh ngài thủ tướng kêu tôi đến đây để gửi một cặp điếu văn cho lễ tưởng niệm của ông dương văn đoàn điếu văn này được chính ngài ấy viết tiếc là có vẻ tôi đã đến muộn vị phái viên nói nghe tới đây Trương Minh Thành và Tạ Ngọc Liên đều bị sốc. Thủ tướng thực sự đã đích thân viết một điếu văn cho Dương Văn Đoàn và gửi người đến để trao tặng nó. Không phải ông ta gửi phái viên đến để ngăn Lê Uy Long lạm quyền giết người sao? Chắc là trên đường đến đây có chút trục trặc nên anh mới đến muộn nhỉ." Lê Uy Long hỏi lại. "Vâng, thật xin lỗi. Vừa nãy trên đường đến đây tôi đã gặp tắc đường, vậy nên đã bị trễ." Người đưa tin nói với vẻ rất áy náy. Sau đó, anh ta lấy tờ điếu văn được viết bởi chính thủ tướng và từ từ mở ra. Sau đó, người phái viên bắt đầu đọc to. Kính viếng người con trung thành và lẫm liệt của đất nước, ông mãi là tấm gương sáng soi cho tất cả chúng ta. Khi mọi người nhìn thấy những dòng chữ ngay ngắn và được viết bằng một loại mực nhũ lấp lánh này, họ thực sự tin rằng đó chính là chữ viết tay của thủ tướng. Không ai dám tin rằng ngài thủ tướng thực sự sẽ viết dòng điếu văn này cho cha nuôi của Lê Huy Long đây là vinh dự mà không phải ai cũng may mắn có được. Sau khi đọc xong, người phái viên kính cẩn đặt cuộn điếu văn lên trước ngôi mộ của Dương Văn Đoàn, rồi cúi đầu kính cẩn trước trong yên lặng. Mặc dù có rất nhiều xác chết đang nằm la liệt trước ngôi mộ của ông Dương, nhưng người phái viên dưỡng như đã nhắm mắt làm ngơ với chúng, như thể những xác chết này đã nằm trong dự đoán của anh ta. Soái tướng, xin chia buồn. Sau khi kết thúc một phút mặc niệm, đặc phái viên nói lời chia buồn với Lê Uy Long. Khoan đã, anh phái viên, thủ tướng yêu cầu anh đến đây ngoài việc này ra thì còn việc gì nữa không? Trương Minh Thành lo lắng hỏi. Không có gì khác, thủ tướng chỉ yêu cầu tôi gửi cuộn điếu văn đến liệt sĩ Dương Văn Đoàn. Đặc phái viên nói. Lệ Uy Long này đang lạm sát người vô tội một cách bừa bãi ở đây, xin anh làm ơn báo lại chuyện này với thủ tướng, để ngài ấy có thể kịp thời ngăn hắn ta lại. Trương Phong Thành nói vội vã, cố gắng níu lại một chút hy vọng mong manh những chuyện nhỏ nhặt này không nên làm phiền đến thủ tướng ngài ấy đủ bận rồi đặc phái viên nói đôi mắt lạnh lùng không hề để ý đến vẻ thảm hại của trương minh thành tôi không tin ông ấy có thể làm ngơ như vậy anh cảm phiền thông báo lại qua điện thoại với thủ tướng giúp tôi tôi muốn nói chuyện riêng với ngài ấy trương minh thành thều thào nói lúc này điện thoại di động của lê uy long đột nhiên reo lên anh lấy nó ra và ngạc nhiên khi thấy rằng đó là cuộc gọi của ngài thủ tướng uy long không dám lơ là và vội vàng trả lời ngay vâng tôi nghe thưa thủ tướng ngay khi nghe lê uy long nói hai từ thủ tướng trương minh thành và tạ ngọc liên đột nhiên thắp lại hy vọng của họ hẳn là thủ tướng muốn đích thân ngăn chặn lê uy long lê soái cậu đã nhận được bài điếu văn tôi viết riêng cho ông dương chưa thủ tướng hỏi vâng tôi vừa nhận được rồi cảm ơn ngài lê uy long kính cẩn nói ừ cậu đừng quá đau lòng mà thành tâm bệnh Đất nước chúng ta vẫn còn phải trông cậy vào năng lực của cậu nữa, ngài thủ tướng Ôn Tồn nói. Vâng, tôi biết, Lê Uy Long đáp. Nghe nói tối qua cậu đã ra lệnh cho người của Vũ Hải xông vào đại sứ quán Đông Quốc, cậu cũng bảo thật đấy, thủ tướng nói. Đêm qua, tôi nhận được tin Trương Minh Thành đã mang những thông tin tuyệt mật quốc gia tới lãnh sự quán Đông Quốc định để bàn giao cho họ. Tình hình quá cấp bách, tôi lo rằng những thông tin tuyệt mật này sẽ rơi vào tay người Đông Quốc nên đã không kịp hỏi ý kiến của thủ tướng xin ngài tùy ý trách phạt lê uy long nói tại sao cậu lại có tội thủ tướng bất ngờ hỏi lại lê uy long không nói nên lời chẳng phải nãy giờ thủ tướng gọi cho anh để hỏi thăm chuyện này sao đêm qua cậu đã làm rất tốt rất quyết đoán và chuẩn xác tôi có gì để trách phạt chứ thủ tướng bỗng đổi giọng vui vẻ ngài đang khen ngợi tôi sao tôi tưởng chuyện này làm phật ý ngài lê uy long ngạc nhiên hỏi đúng là có một số rắc rối đấy nhưng vấn đề không quá lớn thủ tướng đông quốc đã phát hiện ra chuyện này và gọi điện hỏi tôi vào sáng nay tôi đã nói rằng tôi không biết gì về việc đó đó hoàn toàn là hành vi cá nhân của cậu câu trả lời đó chỉ là chiếu lệ sao uy long thắc mắc không ông ta muốn tôi buộc cậu phải xin lỗi công khai với đông quốc nói rằng bây giờ tất cả người dân đông quốc đều đã biết rằng đại sứ quán của họ bị binh lính của chúng ta xâm phạm đêm qua chủ tịch lãnh sự quán thì bị thương người dân của họ cảm thấy thể diện của đông quốc đã bị trà đạp bây giờ họ đang rất tức giận và tổ chức biểu tình khắp các thành phố lớn yêu cầu triển khai một cuộc chiến tranh với nước ta ông ta gần như mất kiểm soát trước chuyện này thủ tướng nói sau đó ngài trả lời ông ta thế nào ngài thực sự không muốn tôi xin lỗi họ ư lê uy long lo lắng hỏi tất nhiên là không nếu tôi để cho tổng tư lệnh của đất nước này tạ lỗi với họ thì nước ta còn chút thể diện nào nữa chứ tôi chỉ nói với ông ta rằng đây là chuyện riêng của cậu ông ta nên tự mình giải quyết tôi không thể giúp gì được thủ tướng nói ngài không sợ bọn họ sẽ thực sự gây chiến với chúng ta à uy long hỏi lại sợ gì chứ tôi có cậu mà một người có khả năng dụng binh như thần và mạnh mẽ quyết đoán như thế này đang ở đây tôi còn phải sợ ai nữa nếu họ không biết điều và đòi gây chiến với chúng ta tôi nhất định sẽ không tha thứ thủ tướng nói với vẻ cương quyết tôi cũng không nghĩ là họ dám làm vậy lê uy long đồng tình phải đúng như tôi dự đoán họ chỉ bốc đồng vài hôm chuyện này sẽ kết thúc nhanh sau vài ngày nữa thôi thủ tướng nói thủ tướng rất anh minh cứ để cho họ tức tối một thời gian sau vài ngày mọi chuyện sẽ ổn lê uy long nói được rồi giờ tôi đang có việc bận chúng ta hãy nói về chuyện này sau nói xong thủ tướng vội cúp điện thoại Trương Minh Thành có linh cảm đáng ngại khi thấy Lệ Uy Long vừa có một cuộc trò chuyện rất vui vẻ với ngài Thủ tướng. Lệ Uy Long, Thủ tướng đã nói gì với anh? Ông ấy có bảo anh dừng giết tôi không? Trương Minh Thành sốt ruột hỏi. Ông nghĩ quá xa rồi. Thủ tướng còn chẳng hề nhắc gì đến ông. Lệ Uy Long lạnh lùng nói. Nghe Lệ Uy Long nói điều này, cả Trương Minh Thành và Tạ Ngọc Liên bỗng run rẩy trở lại. Lúc nãy họ đã nghĩ rằng có thể may mắn thoát khỏi cái chết, nhưng không ngờ đời chẳng như là mơ thủ tướng này chỉ quan tâm đến Lê Uy Long, ông ta chẳng hề quan tâm đến những con người nhỏ bé như họ. Sao hả, bây giờ ông không còn gì để nói, có phải không? Lê Uy Long nói, tôi không muốn chết, làm ơn hãy để tôi đi. Trương Minh Thành chỉ còn cách tiếp tục cầu xin Lê Uy Long. Là người gần như đứng đầu cả thành phố, ông lại phạm phải hai tội ác nghiêm trọng, một là gây ra thảm kịch ở thung lũng Ngạc Na, hai là tội phản quốc với thông tin tuyệt mật dù chỉ một trong hai tội đó cũng đủ bị tử hình rồi làm sao tôi có thể tha cho ông được lê uy long lạnh lùng nói trương minh thành nghe lê uy long nói điều này ông ta liền ngã quỵ xuống đất một cách vô cùng thảm hại kéo ông ta lên xử bắn ngay tại chỗ lê uy long không muốn nói chuyện vô nghĩa thêm nữa và ngay lập tức ra lệnh cho những người lính kết liễu trương minh thành hai người lính lập tức kéo ông ta đến phía trước ngôi mộ của dương văn đoàn một người lính khác đi theo đằng sau họ đoàn một tiếng súng vang lên, Trương Minh Thành bị bắn vào đằng sau đầu và giống như những người khác, ông ta ngã gục xuống trước ngôi mộ của Dương Văn Đoàn. Lúc này chỉ còn lại mình Tạ Ngọc Liên, một bà lão phải chứng kiến cả con và cháu của mình chết ngay trước mặt, bà ta đau buồn và tuyệt vọng đến cùng cực. Tạ Ngọc Liên, bây giờ chẳng còn tội nhân nào nữa cả, đến lượt bà rồi đấy." Lệ Uy Long lạnh lùng nói với bà Trương. "Lệ Uy Long, tôi chỉ là một bà già và tôi không phải mối đe dọa đối với cậu." xin hãy để tôi đi. Mặc dù tạ Ngọc Liên đã già khọc, nhưng bà ta vẫn rất sợ chết. Bà muốn sống thêm vài năm nữa trước khi qua bên kia thế giới. Vì vậy đã không ngừng cầu xin Lê Uy Long. Đúng là bà đã già, nhưng trái tim bà vẫn độc địa như rắn rết, là người cực kỳ tàn nhẫn. Trong số những người đã chết này, kẻ độc ác nhất chính là bà. Làm sao tôi có thể thả bà đi được? Lê Uy Long cay đắng nói. Chương 130 kẻ thù ác cuối cùng. Tôi có tội gì? Tạ Ngọc Liên hỏi: "Ở Thung Lũng Ngạc Na đêm qua, ai đã gợi ý cho Hoàng Minh Yên, Cao Kim Bình và những kẻ khác hủy hoại vợ tôi, Ngô Tường Ninh, Nguyễn Tú Hằng và buộc tôi phải chứng kiến điều đó?" Sự tức giận trong lòng Lê Uy Long dâng trào đến đỉnh điểm khi nghĩ về khuôn mặt của Tạ Ngọc Liên đêm qua. Chính cách tra tấn dã man của Tạ Ngọc Liên ở Thung Lũng Ngạc Na đêm qua khiến Lê Uy Long căm ghét bà ta tới tận xương tủy và nung nấu ý định xóa sổ gia đình họ Trương. Nếu đêm qua ánh hạ và quân đoàn của anh không đến kịp, hậu quả sẽ không thể nào tưởng tượng được. Tạ Ngọc Liên thực sự là một con rắn thâm độc, vì vậy Lê Uy Long đã quyết định giữ bà ta đến phút cuối cùng. Để bà ta phải nếm cái tư vị người tóc trắng tiến kẻ đầu đen và rồi mới tiến bà ta lên đường. Tôi, tôi không biết ý tưởng đó của tôi lại làm cậu hận tôi như thế. Tôi thực sự không cố ý. Tạ Ngọc Liên gắng gượng bào chữa. Mặc dù đám con cháu của bà ta đã chết, trương gia đã hoàn toàn bị tuyệt giống tuyệt nòi nhưng tận mắt chứng kiến cái chết của những kẻ kia bà ta vẫn không muốn mình bị bắn cảm giác đó thật quá kinh khủng nên bà ta muốn được sống tới già và chết đi một cách tự nhiên ham sống sợ chết luôn là bản năng tự nhiên của mỗi con người không kể trẻ già và bà ta cũng vậy dù không còn con cháu nhưng bà ta có tiền có rất nhiều tiền nên bà ta có thể thuê người phục vụ khi ốm đau hoặc cận kề miệng lỗ vì thế bà ta không muốn chết lúc này đừng giả vờ ngu đần với tôi bà thừa thông minh để biết nhiều hơn chút ít đó bà là chủ gia đình nhưng nhân cách của bà lại tồi tệ xấu xa nên không kẻ nào của trương gia được bà giáo dục thành người bà mới chính là thủ phạm khiến trương gia của bà bị hủy hoại hãy nhìn lại và tự trách bản thân mình đi lê uy long lập luận sắc bén bây giờ trương gia đã chết hết rồi không còn một ai sống nữa thân già này nếu có được sống cũng không thể gây ra một mối đe dọa nào tới cậu xin cậu hãy tha cho tôi một con đường sống. Tạ Ngọc Liên vẫn không ngừng cầu xin. Con cháu bà chết hết cả rồi, gia đình họ Trương cũng bị xóa sổ, bà định sống ra sao? Lệ Uy Long không thể tưởng tượng được rằng một kẻ độc ác hơn rắn rết, già nua sắp chết lại có thể tham luyến cuộc sống tới như vậy. Đời tôi có sống cũng không còn ý nghĩa gì nữa. Tôi chỉ muốn an phận sống nốt những ngày cuối cùng còn lại thôi. Tôi không muốn bị bắn, xin cậu hãy rủ lòng thương xót thân già này tạ ngọc liên lại bắt đầu dở chiêu bài rên rỉ với những gì bà đã làm tôi hận không thể dùng ngàn thanh kiếm mà giết chết bà để giải tỏa sự thù hận trong tôi cho bà chết bằng một viên đạn đã là quá rẻ với một kẻ lòng lang dạ sói như bà dẫn bà ta lên xử tử chiêu bài rên rỉ thảm thương của tạ ngọc liên vô tác dụng với lê uy long anh không muốn thừa hơi nói tiếp với bà ta nên ngay lập tức ra lệnh bắn hai người lính lập tức kéo tạ ngọc liên đến trước mộ của dương văn đoàn thêm một người đi phía sau cầm theo súng. Nhìn xác của đám con cháu trương gia nằm sóng sượt trên nền đất trước mộ của Dương Văn Đoàn, mặt bà ta sám ngoét như cho. Bà ta chưa bao giờ nghĩ tới dưới bàn tay dẫn dắt của bà ta, trương gia lại có một kết cục thê thảm đến thế. Lý do trực tiếp cho tất cả những điều này là vì cháu trai của bà ta đã giết chết Dương Văn Đoàn nhưng cả nhà bà ta, từ trên xuống dưới, đều nhất mực bao che, dung túng cho tội lỗi của hắn. Đã không ăn năn, bà ta lại tiếp tục hết lần này tới lần khác sốt sáng đẩy Lê Uy Long vào chỗ chết. Nếu có thể làm lại thì sau khi biết cháu mình đã giết người, bà ta chắc chắn sẽ thừa nhận sai lầm, chủ động hối lỗi và chấp nhận mọi hình phạt của luật pháp. Chỉ tiếc là dùng thuốc sai thì không thể nào hối hận được. Phạm phải sai lầm thì không thể nào hoàn tác. Đoàn, tiếng súng vang lên và tạ ngọc liên, mụ già độc ác, đổ dạp người xuống. Cuối cùng kẻ thủ ác cũng phải nhận một kết cuộc xứng đáng trước mộ cha nuôi của Lê Uy Long, Dương Văn Đoàn. Cùng với cái chết của bà ta, trương gia, gia đình giàu có bể thế nhất thành phố quốc hòa đã hoàn toàn bị xóa sổ. Từ nay trở đi, không còn trương gia trong thành phố. Tất nhiên cùng với trương gia, bang hổ báo của Cao Kim Bình, Võ Trung Hiếu và những tên đại ca đầu sỏ cũng hoàn toàn không còn tồn tại. Lần này, Lệ Uy Long không chỉ báo được thù cho cha mình mà còn loại bỏ được lũ xã hội đen và đám tham quan áp bức dân lành. Nhìn xác chết của bọn giết người nằm trên nền đất, Lệ Uy Long thở dài một hơi cuối cùng anh đã trả thù được cho cha và chút bỏ được hận thù nung nấu trong lòng bấy lâu nay. Cha ơi, cuối cùng thì con đã trả thù được cho cha rồi. Nếu cha trên trời có linh thiêng thì xin hãy nhận lấy tấm lòng của con mà yên nghỉ. Lệ Uy Long nghẹn ngào trước bức ảnh chân dung của Dương Văn Đoàn. Lão anh hùng Dương Văn Đoàn, nợ máu đã được trả bằng máu, xin hãy yên nghỉ. Phú Hải hô to. Lão anh hùng Dương Văn Đoàn, nợ máu đã được trả bằng máu, xin hãy yên nghỉ. Tất cả những người lính cùng hô to, hơn 10.000 người đồng thanh hô to như tiếng sấm rền vang khắp trời xanh. Tất cả bọn họ đều đã xem video về trận chiến đẫm máu giữa Dương Văn Đoàn và Bang Hổ Báo. Trong lòng những người lính, hung khí từ những hành động của ông như tiếp thêm sức mạnh cho tinh thần anh dũng của họ trên chiến trường. Mang rượu ra để tiến lão anh hùng, lưu bảo kim thét to. Rượu ngay lập tức được rót vào bát, mỗi người cầm bát nâng lên, nhấp một ngụm rồi đổ phần rượu còn lại xuống đất nổ súng lưu bảo kim lại ra lệnh bùm bùm một loạt đạn hướng thẳng lên trời để tiến đưa người anh hùng dương văn đoàn về với đất mẹ cuối cùng buổi lễ phúng điếu đã kết thúc đống xác chết được lê uy long ra lệnh trôn ngay phía trước phần ngộ của ông trôn cất xong xuôi lê uy long hét lớn lưu bảo kim có thuộc cấp lưu bảo kim ngay lập tức đứng dậy và nói lệnh cho anh ngay lập tức dẫn sư đoàn quay lại chiến trường phía tây lê uy long ra lệnh sư đoàn hùng mạnh của anh là một trong những đội quân mang trên vai trách nhiệm lớn lao bảo vệ đất nước. Họ đã rời khỏi biên giới phía Tây trong một thời gian. Bây giờ, thù cha đã báo, Liệu Huy Long muốn họ rời khỏi quốc hòa, quay trở lại chiến trường phía Tây tiếp tục gánh vác trách nhiệm lớn lao đó. Tuân lệnh, soái tướng, hãy bảo trọng, hẹn gặp lại ở chiến trường phía Tây. Lưu Bảo Kim dậm chân, chào theo kiểu nhà binh rồi quay người. Được rồi, các binh sĩ sau này chúng ta sẽ còn gặp lại lê uy long nói sẽ còn gặp lại những người lính đồng thanh hô lớn chào lão anh hùng lưu bảo kim lại hô lớn tất cả những người lính cùng cúi chào trước bia mộ của dương văn đoàn đó cũng là lời tạm biệt cuối cùng dành cho ông dương văn đoàn vốn là một cựu chiến binh đã vào sinh ra tử trong cuộc chiến tranh bảo vệ đất nước là một cựu chiến binh ông đã chết một cách dũng cảm vì chính nghĩa ông xứng đáng với sự cúi đầu kính cẩn của tất cả các binh sĩ ở đây. Lời chào của họ là sự ngưỡng mộ chân thành dành cho Dương Văn Đoàn chứ không phải vì ông là cha của Lê Uy Long, vị chủ soái của họ. Sau buổi lễ, Lưu Bảo Kim dẫn đầu sư đoàn hùng mạnh và rời đi ngay lập tức. Vũ Hải và các tướng lĩnh của ông cũng nói lời tạm biệt với Lê Uy Long và trở lại chiến trường miền Nam. Những đồng chí cũ của Dương Văn Đoàn cũng trở về. Lê Uy Long không muốn mọi người ở lại như lần trước. Rốt cuộc đây chỉ là một đám tang, không phải là một sự kiện vui vẻ và hạnh phúc nên mời họ ở lại không phải là một việc nên làm. Sau khi tất cả đều đã rời đi, Thiên Thành nhìn Uy Long và nói, "Soái tướng, chúng ta hãy quay về." Thiên Thành được nhận được lệnh trực tiếp từ thủ tướng bảo vệ sự an toàn của Lê Uy Long tại quốc hòa, vì vậy anh không rời đi cùng với đội quân của Lưu Doãn Bính. "Được rồi." Lê Uy Long nói xong liền cùng Thiên Thành mỗi người lái một chiếc xe jeep ra khỏi nghĩa trang Minh Thọ. Chu Nhược Mai, Ngô Tường Ninh, Ánh Hạ và Nguyễn Tú Hằng đã chờ đợi bên ngoài Nghĩa Trang được một lúc lâu. Thiên Thành lái xe trở về khách sạn một mình còn Lê Uy Long đưa nhóm người Chu Nhược Mai, Ngô Tường Ninh, Ánh Hạ và Nguyễn Tú Hằng trở về biệt thự. Uy Long, ở bên ngoài chúng tôi đã nghe thấy rất nhiều tiếng súng. Chuyện gì đã xảy ra bên trong vậy? Chu Nhược Mai hỏi, đó là loạt đạn tiến đưa cha tôi. Lê Uy Long nói, tôi không nói về loạt đạn đưa tiến đó, mà là những tiếng súng vang lên từ trước đó kia. Chu Nhược Mai hỏi, đó là những tiếng súng bắn chết lũ tội nhân kia. Lê Uy Long nhẹ giọng nói, anh đã bắn chết tất cả, đám đầu sỏ bang hổ báo, Trương Gia và Hoàng Minh Yên. Chu Nhược Mai thẳng thốt hỏi, không phải tôi, Vũ Hải đã ra lệnh bắn họ. Lê Uy Long lại kéo tấm bia Vũ Hải ra để đỡ đạn. Chu Nhược Mai nhớ ra rằng Lê Uy Long đã từng nói trước đó rằng Vũ Hải muốn bắn chết chúng. Những kẻ thủ ác, bất lương coi thường luật pháp cuối cùng cũng phải đền mạng. Từ nay thành phố của chúng ta có thể được yên bình rồi. Ánh Hạ Sen vào câu chuyện, ở đâu có người, ở đó có tranh đấu, mưu hại. Làm sao có hòa bình mãi mãi được? Bây giờ Hoàng Minh Yên đã phải đền tội, vị trí giám đốc công an thành phố không thể bỏ trống được lâu. Để tôi đoán xem nào, chắc chắn là cô sẽ sắp thay thế hắn ta gánh vác trọng trách lớn đó. Lệ Uy Long giả vờ suy đoán, chương 131 cuộc họp đột xuất lê uy long anh biết bói toán từ lúc nào thế ánh hạ phì cười nói biết một chút lê uy long thản nhiên nói tôi chỉ là một đội trưởng của đội điều tra tôi cũng còn chưa có nhiều thành tích nữa tóm lại vị trí đó còn cách tôi cả nửa vòng trái đất nên làm ơn đừng đùa như thế ánh hạ nói đội trưởng ánh hạ cô đừng nói vậy uy long dường như thực sự biết tiên tri đấy chu nhược mai nhớ lại những sự việc đã từng xảy ra trước đó cô nói thế nghĩa là sao Ánh Hạ nhìn Nhược Mai và hỏi. Lần trước tôi rất do dự khi đến tập đoàn DG xin việc, anh ấy đã động viên tôi rất nhiều và khẳng định chắc chắn rằng tôi sẽ được nhận việc. Vậy mà chúng phóc, tôi rất ngạc nhiên vì anh ấy có thể nói đúng như vậy đó. Chu Nhược Mai nói một cách thực thà và hân hoan. Mô Tường Ninh mỉm cười bí mật khi nghe Chu Nhược Mai nói điều này. Cô thầm nghĩ, trong tương lai, nếu chồng Nhược Mai lại tính toán và nói rằng cô ấy sẽ trở thành chủ tịch của tập đoàn DG, ắt hẳn cô ấy sẽ phải phục sát đất tài tiên tri, bói toán của Uy Long mất. Điều đó hoàn toàn là ngẫu nhiên thôi. Cô thực sự có khả năng để đảm nhận vị trí giám đốc phát triển dự án tại tập đoàn DG nên mới được tuyển dụng. Anh ấy chỉ nói chừng vời nhưng ngẫu nhiên lại đúng mà thôi. Ánh hạ nhất định không tin vào bói toán. Ừm, cũng có thể, Chu Nhược Mai gật đầu. Cô thấy những lời của ánh hạ có cũng có lý. Biết đâu đó chỉ là sự tình cờ, ngẫu nhiên mà thôi nếu tôi thực sự trở thành giám đốc công an thành phố, thì anh ấy có khả năng bói toán đấy. Tôi sẽ cho phép anh ấy ra đường hành nghề và tôi hứa sẽ không bắt anh ấy về đồn đâu ha ha. Ánh Hạ cười phóng khoáng và nói vui. Sau khi trở về biệt thự, Ánh Hạ lái xe trở về sở cảnh sát. Chu Nhược Mai và Nguyễn Tường Ninh lái chiếc Lamborghini trở về tập đoàn di làm việc. Bây giờ gia đình họ Trương và bang hổ báo đã bị xóa sổ nên Lê Uy Long không còn phải hộ tống Chu Nhược Mai đi làm. Nguyễn Tú hằng về biệt thự, vào phòng và viết tiếp quyển tiểu thuyết của cô. Lệ Uy Long không có nơi nào cần đi nên ở trong phòng. Nghĩ đến việc đã nói với Ánh Hạ trên đường về biệt thự, Uy Long gọi cho Thiên Thành và yêu cầu anh thông báo tới các nhân vật chính trị quan trọng ở thành phố về một cuộc họp đột xuất với ban tổ chức trung ương vào lúc 10 giờ sáng ngày mai. Tất cả những nhân vật nắm giữ chức vụ cao cấp trong thành phố đều giật mình. Tại sao lại có một cuộc họp quan trọng như thế ở đây và vào thời điểm này? đoàn kiểm tra của ban tổ chức trung ương đã có mặt ở đây từ khi nào và đã nắm được những hành động nào của các quan chức trong thành phố tất cả đều khẩn trương đoàn kiểm tra này chuyên điều tra các vấn đề kỷ luật của họ và nếu nắm được một vấn đề mờ ám nào về tư cách lãnh đạo của họ ắt hẳn họ sẽ không giữ ghế được lâu không phải tự dưng lúc này lại có một cuộc họp đột xuất như thế tất cả đều lo sợ đã bị nắm được gót chân asin lo sợ sai sót nào đó trong công tác của mình nhưng họ không dám không có mặt trong cuộc họp Ngày hôm sau, Thiên Thành lái xe đến đón Lê Uy Long và tới địa điểm diễn ra cuộc họp. Đúng 10 giờ, Thiên Thành và Lê Uy Long đã có mặt trong phòng họp. Những nhân vật tai to mặt lớn trong thành phố đều bất ngờ khi thấy Lê Uy Long và Thiên Thành bước vào. Bởi vì tất cả bọn họ đều biết về Lê Uy Long, gã con rể vô tích sự nhà họ Chu và gã chiến binh ba sao giả, Thiên Thành. Có một số người không biết Lê Uy Long, nhưng hôm qua họ đã tham dự lễ phúng điếu Dương Văn Đoàn và thấy anh ta ở đó họ không biết lê uy long và thiên thành đến đây làm gì không lẽ lê uy long và thiên thành cũng được mời tham dự cuộc họp này tuy nhiên mặc dù họ trong lòng xuất hiện nghi ngờ họ cũng không tiện hỏi bởi vì hôm qua bọn họ chính mắt nhìn thấy rất nhiều nhân vật kiệt xuất xuất hiện trong nghĩa trang minh thọ để tham dự lễ tưởng niệm cha nuôi của lê uy long và còn có hàng chục ngàn binh sĩ tham gia canh giữ buổi lễ việc có thể có rất nhiều nhân vật quyền lực tham dự lễ phúng điếu cha nuôi của mình cho thấy danh tính của Lê Uy Long chắc chắn không hề đơn giản. Có thể vững bước trên quan lộ nhiều năm đương nhiên họ phải hiểu những nguyên tắc ngầm như thế. Do đó không ai hỏi Lê Uy Long và Thiên Thành tại sao lại đến đây. Nếu không được mời họ chắc chắn sẽ không đến mà không có lý do. Tất nhiên cũng có một số người ở vị trí lãnh đạo quận không biết Lê Uy Long, họ nghĩ rằng anh chỉ là một nhân vật nào đó mới được bổ nhiệm trong thành phố ngay khi còn đang nghĩ rằng lê uy long và thiên thành được mời tới tham dự cuộc họp họ liền thấy lê uy long trực tiếp ngồi ở ghế chính của phòng họp và thiên thành ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh anh xin chào mọi người tôi xin tự giới thiệu tôi là trưởng đoàn kiểm tra của ban tổ chức trung ương tôi tên lê uy long ngay khi lê uy long ngồi xuống anh tự giới thiệu ngắn gọn sướng sờ lời giới thiệu của lê uy long làm tất cả những người có mặt trong phòng sướng sờ không ai có thể nghĩ rằng gã con rể vô tích sự nhà họ chu nổi tiếng khắp thành phố hóa ra lại là trưởng đoàn kiểm tra của ban tổ chức trung ương tại sao hắn lại có thể nắm giữ một vị trí quan trọng như thế một vị trí có quyền sinh quyền sát trong tay quyết định sinh mạng và quan lộ của rất nhiều người bên cạnh tôi là đồng chí thiên thành phó đoàn kiểm tra lê uy long giới thiệu thiên thành nghe tin thiên thành là phó đoàn kiểm tra của ban tổ chức trung ương tất cả đều toát mồ hôi lạnh Cuối cùng thì tất cả mới biết, hắn không phải là một chiến binh ba sao giả mạo gì đó mà là một kẻ ngồi ở vị trí không hề tầm thường. Họ ngay lập tức hiểu ra rằng chính Thiên Thành đã cố tình bịa đặt những tin đồn để làm cho mọi người mất cảnh giác. Chỉ khi không bị đề phòng anh ta mới dễ dàng thực hiện nhiệm vụ điều tra của mình. Đúng, chính anh ta là kẻ đã tung hỏa mù mọi chuyện. Nếu hôm qua họ không tận mắt chứng kiến lễ phúng điếu hoành tráng và trang nghiêm của cha nuôi Lê Uy Long, không nhìn thấy Vũ Hải và Lưu Bảo Kim dẫn đầu đội quân 10.000 binh sĩ hùng mạnh bao quanh khu nghĩa trang thì chắc chắn họ đã không tin những lời giới thiệu mà Lê Uy Long vừa nói. Tuy nhiên vì đã nhìn thấy khung cảnh hôm qua nên không ai có thể nghi ngờ được nữa. Lê Uy Long mới chỉ tiết lộ rằng anh là trưởng đoàn kiểm tra của ban tổ chức trung ương mà đã làm những yếu nhân của thành phố toát mồ hôi hột như thế, nếu anh còn cho họ biết thân phận tổng tư lệnh quân đội quốc gia của mình họ ắt hẳn còn phải dùng mình hơn nữa. Sau lời giới thiệu của mình, Lê Uy Long không dài dòng nữa mà đi ngay vào vấn đề chính. Trong thành phố của chúng ta, ngay trước mắt các vị ngang nhiên tồn tại một bang xã hội đen có tới hàng nghìn người như bang Hổ Báo. Chúng cấu kết với những nhân vật tầm cỡ như Hoàng Minh Yên coi thường luật pháp, lạm dụng quyền lực, làm vô số những hành vi vi phạm pháp luật. Các vị đều biết cả chứ. Khi nghe câu hỏi giận dữ của trưởng đoàn kiểm tra ban tổ chức trung ương, tất cả đều run lên vì sợ hãi, không dám ho he một lời. Ngoài ra vào đêm hôm kia, một sự kiện khủng khiếp đã xảy ra tại thung lũng ngạc na các vị có nắm được không? Chính giám đốc công an thành phố Hoàng Minh Yên cùng đám tay chân thân tín đã bắt và đưa tôi tới thung lũng đó. Chúng bắt người trái phép, cùng 5.000 tay chân bang hổ báo dùng nhục hình giáp tâm tra tấn tôi và một nhóm các cô gái nữa. May mắn đội trưởng đội điều tra ánh hạ đã phát hiện kịp thời và đơn thân độc mã khổ chiến đến trọng thương tại thung lũng ngạc na để giải cứu chúng tôi. Vậy khi đó phía cảnh sát các vị đã làm gì? Lê Uy Long nhấn mạnh chiến công to lớn của Ánh Hạ khi cô một mình anh dũng chiến đấu với hàng ngàn người để cứu anh và nhóm Chu Nhược Mai ngày hôm đó. Lãnh đạo sở cảnh sát thành phố toát mồ hôi, ông ta là cấp trên trực tiếp của Ánh Hạ, chịu trách nhiệm bảo vệ an ninh toàn thành phố mà để một sự việc vô pháp vô thiên như thế xảy ra ngay trong thành phố mà không hề có một động thái nào thì sao có thể trốn tránh được trách nhiệm liên quan to lớn. Những kẻ còn lại cũng đổ mồ hôi đầy đầu, một sự kiện kinh thiên động địa như thế xảy ra ngay trong thành phố Người trực tiếp bị liên quan lại chính là trưởng đoàn kiểm tra của ban tổ chức trung ương, vậy mà họ cũng không hề biết. Thật khó để biện minh, bào chữa. Các vị có biết, chỉ vì muốn giành lại công lý, giải cứu chúng tôi mà một thân ánh hạ đã phải khổ chiến với cả ngàn người trong bang hổ báo. Cô ấy bị đánh đến trọng thương nhưng vẫn không chùn bước trước kẻ thù, dù không có bất cứ một chi viện nào từ phía sở cảnh sát. Một nữ cảnh sát nhỏ bé, dũng cảm, can trường không sợ kẻ thù mạnh vì lý tưởng công lý sáng ngời trong tim thật sự khiến tôi vô cùng khâm phục. Những việc cô ấy đã làm các vị liệu dám làm không? Ngồi ở đây quần là áo lượt, mạnh khỏe, sung sướng, các vị có lúc nào cảm thấy xấu hổ với tấm thân nhuộm đầy máu của cô ấy không? Các vị có xấu hổ không? Lê Uy Long giận dữ nói to, giọng nói tức giận, khí phách hiên ngang của Lê Uy Long làm tất cả những người có mặt trong phòng không ngừng run rẩy. Hơn nữa những việc làm anh dũng của ánh hạ qua lời anh kể thực sự làm họ thấy hổ thẹn trong lòng. Không ai dám lên tiếng, chỉ cúi đầu không dám nhìn thẳng vào Lê Uy Long. Phòng họp im lặng như tờ. Lê Uy Long tiếp tục, sự việc này nhất định sẽ được tôi báo cáo lên cấp trên để mở rộng cuộc điều tra. Ai có trách nhiệm sẽ phải chịu trách nhiệm, không bao che, dung thứ cho bất kỳ một ai. Hoàng Minh Yên đã vi phạm nghiêm trọng luật pháp, tội ác của hắn ta thật vô cùng khủng khiếp hắn đã bị tôi xử bắn ngay ngày hôm qua lê uy long bắt đầu chậm lại và nói nhẹ những lời nhẹ nhàng lê uy long vừa nói như một tiếng xét ngay giữa trời quang tất cả đám tai to mặt lớn trong phòng đều giật nảy mình không ai biết và cũng không ai có thể tin rằng giám đốc công an thành phố hoàng minh yên đã bị xử bắn ngay ngày hôm qua điều này cho thấy các phương pháp của lê uy long kiên quyết cứng rắn đến mức nào nếu lỡ để lê uy long này nắm được bất kỳ một hành vi phạm tội nào ắt hẳn bọn họ sẽ không còn đường mà sống vị trí giám đốc công an thành phố không thể để chống lâu được các vị phải chọn ngay ra một vị giám đốc mới gánh vác trọng trách chủ trì tình hình chung nhiệm vụ của tôi chỉ là điều tra và giám sát còn các vị mới chính là người quyết định người thay thế giữ trọng trách giám đốc công an thành phố này các vị hãy mau chóng quyết định đi lê uy long nói sự việc quá bất ngờ trách nhiệm lựa chọn một người xứng đáng cũng rất khó khăn nên tất cả đều nhìn nhau, không đưa ra được một phương án khả dĩ nào. Mấy phút đã trôi qua nhưng toàn bộ những người trong cuộc họp vẫn hoàn toàn im lặng. Không ai dám nói vì ai cũng lo sẽ nói sai hoặc chọn sai người. Lệ Uy Long thấy những người này phản ứng quá chậm, nên anh đành nói tiếp, nếu vị đội trưởng đội điều tra của sở cảnh sát, ánh hạ, không một mình đến giải cứu tôi vào đêm hôm trước và quét sạch những tay chân của bang hổ báo, tôi ắt hẳn đã bị Hoàng Minh Yên và bang hổ báo giết chết rồi. Sau đó anh tiếp tục nói thêm, trong trận khổ chiến ấy, một mình ánh hạ đã phải lấy mạng sống ra chiến đấu với hàng ngàn kẻ thù để kéo dài thêm thời gian chờ đợi quân chi viện của tôi đến. Chắc chắn sắp tới tôi sẽ phải báo cáo lên cấp trên để trọng thưởng cho cô ấy. Nhất định phải là một phần thưởng thực sự xứng đáng. Nghe đến đây, tất cả những nhân vật trọng yếu đang ngồi trong cuộc họp đều như bừng tỉnh. Rõ ràng, Lê Uy Long có ý muốn Ánh Hạ trở thành giám đốc mới của công an thành phố Quốc Hòa. Mặc dù Lê Uy Long không trực tiếp đề cập đến việc bổ nhiệm Ánh Hạ vào vị trí đó, nhưng ý của anh ta đã rất rõ ràng. Ánh Hạ là ứng cử viên lý tưởng cho vị trí giám đốc công an thành phố trong suy nghĩ của Lê Uy Long. Nếu đến lúc này mà họ còn không hiểu được thì làm sao đủ khả năng ngồi tiếp cái ghế mà họ đang ngồi. Quan trường là vậy, trong toàn ngành cảnh sát tôi nghĩ chỉ có đồng chí ánh hạ là người phù hợp nhất cho chức vụ giám đốc công an thành phố lúc này một lãnh đạo quận mạnh dạn đứng lên phát biểu đúng vậy vị trí giám đốc công an không ai có thể đảm nhận được bằng đồng chí ánh hạ một lãnh đạo quận khác ngay lập tức đồng ý từ lâu tôi đã nghe nói đồng chí ánh hạ đã có những đóng góp to lớn trong công tác nên cô ấy hoàn toàn phù hợp để đảm nhận vai trò ấy một người khác tiếp tục tán thành đồng chí ánh hạ luôn thể hiện rất tốt thực tế từ lâu tôi đã thấy sự lạm quyền của giám đốc Hoàng Minh Yên và muốn đề bạt cô ấy đảm nhận vị trí của ông ta. Lãnh đạo sở cảnh sát cũng nhanh chóng lên tiếng tán thành. Vậy là tất cả mọi yếu nhân của thành phố đều đồng ý bầu ánh hạ đảm nhiệm chức vụ trọng yếu này. Lệ Uy Long suy nghĩ chốc lát rồi cố tình nói thêm, mặc dù ánh hạ đã cứu tôi tối hôm trước, các vị cũng không cần phải nghĩ đến điều đó khi chọn lựa người vào vị trí giám đốc công an thành phố. Tôi không có ý kiến về việc này. Việc bầu chọn ai đảm nhận chức vụ đó tôi không can thiệp và cũng không bao giờ có quyền can thiệp. Nghe những lời của Lê Uy Long, mọi người lại một lần nữa ngạc nhiên, không hiểu anh ta dự định gì mà lại lật lại vấn đề như thế. Lệ Uy Long tiếp tục bồi thêm, ánh hạ chỉ là một đội trưởng của cơ quan điều tra. Cô ta chưa đủ tư cách làm giám đốc công an của thành phố. Làm sao ngay lập tức cô ta có thể đảm nhận nhiệm vụ quan trọng này? Các vị nên chọn người khác chương 132 lời ca ngợi. Tất cả các ông lớn khác đều ngạc nhiên, tuy nhiên, họ nhanh chóng hiểu ra ý đồ của Lê Uy Long. Lê Uy Long này muốn nói với họ về những cống hiến của Ánh Hạ và hy vọng họ có thể cân nhắc cô ấy vào vị trí giám đốc sở cảnh sát một cách công bằng nhất có thể, thay vì chỉ dựa vào việc cô ấy đã cứu anh đêm hôm trước. Nếu Lê Uy Long chỉ quan tâm tới những cảm xúc cá nhân, anh chắc chắn đã tự cất nhắc Ánh Hạ trở thành người đứng đầu sở sát luôn mà không cần tổ chức cuộc họp này rồi những người có mặt ở đây đã đạt được những chức vị cao cấp như vậy, dĩ nhiên họ cũng phải có một bộ óc hơn người và dễ dàng hiểu ra điều đó. Vì vậy, các vị tổng tài bắt đầu cố gắng hình dung lại những màn thể hiện xuất sắc của ánh hạ trong tâm trí. Đồng chí ánh hạ hoàn toàn đủ tư cách làm giám dốc sở cảnh sát. Cô ấy làm việc dứt khoát và công bằng, theo tôi biết, cô ấy thường xuyên yêu cầu mọi người trong sở theo dõi và tiêu diệt các tụ điểm của băng đảng hổ báo và đã đạt được những thành công to lớn. Nếu người như ánh hạ còn chưa đủ tư cách làm người đứng đầu sở cảnh sát, thì còn có ai trong thành phố này đủ khả năng đảm nhận vị trí đó? Ai sẽ đủ can đảm đứng ra bảo vệ quốc hòa khi cần, một người trong ban lãnh đạo thành phố quốc hòa nói. Đúng vậy, đồng chí ánh hạ thậm chí đã đến ngạc khuôn vào hai đêm trước để quét sạch hai băng nhóm tội phạm buôn bán ma túy xuyên quốc gia và thu giữ một lượng lớn tiền mặt cũng như ma túy. Đây thực sự không phải chuyện dễ dàng. Một nữ anh hùng như vậy còn chưa đủ xứng đáng cho vị trí đó hay sao? Nếu cô ấy bị thay thế bởi người khác, tôi sẽ là người đầu tiên không đồng tình." Một ông lớn khác nói, "Phải, chỉ Huy Lê, lúc ấy anh cũng đã ở đó. Hẳn là anh biết rõ hơn chúng tôi về cách ánh hạ chiến đấu bên cạnh các đồng chí khác và quét sạch hơn 200 tên tội phạm bằng vũ khí hạng nặng trong một đêm. Một tài năng xuất chúng như thế nếu không làm giám đốc sở cảnh sát thì thật phí phạm quá." Ngoài ra, nữ cảnh sát ánh hạ này đã nhiều lần phát hiện ra các vụ buôn bán phụ nữ và trẻ em lớn và đã giải cứu nhiều người trong số họ thoát chết trong gang tấc đồng chí ánh hạ là người chính trực vị tha và không sợ quyền lực nhiều quan chức tham nhũng và làm việc bất hợp pháp đã bị cô ấy bắt giữ những người có ý thức về công lý như cô ấy là phù hợp nhất để trở thành giám đốc sở cảnh sát ánh hạ đã có được vô số chiến công cả quốc hòa này không có ai đủ tư cách làm giám đốc sở hơn cô ấy phải phải, Ánh Hạ rất dũng cảm và giỏi chiến đấu. Cô ấy là nữ anh hùng duy nhất của sở cảnh sát, chúng ta không thể nào so sánh với cô ấy. Đúng, Ánh Hạ là người rộng lượng, lại đầy can đảm, không kể đến thành phố Quốc Hòa, có khi cả đất nước này cũng không thể tìm thấy một nữ cảnh sát thứ hai mạnh hơn cô ấy. Cô thực là một tài năng hiếm có. Tôi nghĩ để Ánh Hạ làm giám đốc sở cảnh sát thành phố Quốc Hòa là phù hợp nhất. Cô ấy nhất định phải được ngồi vào vị trí đó. chấm chấm tất cả những người có mặt đều vội vã kể tất cả về những chuyện tốt, những thành tích của ánh hạ mà họ biết. Những câu chuyện này đều không rõ ràng và chỉ được tóm tắt lại một cách rất chung chung, nhưng tóm lại đều là những nhận xét tốt đẹp. Hóa ra đồng chí ánh hạ này lại tài giỏi và đóng góp nhiều công lao đến như vậy sao? Nhưng nói gì thì nói, tôi không quan tâm đến cuộc bầu cử này của các vị. Hãy chọn bất cứ ai các vị thấy thích hợp. Lệ Uy Long đã đạt được mục tiêu của mình, vì vậy anh đã thuận nước đẩy thuyền, ép mà không ép, buộc họ phải bầu cho Ánh Hạ. Nghe những lời này của Lê Uy Long, các ông lớn cảm thấy nhẹ nhõm phần nào. Việc Ánh Hạ trở thành giám đốc mới của Sở Cảnh sát Thành phố Quốc Hòa, xem như đã việc hoàn toàn chắc chắn. Vì Ánh Hạ đã được chọn làm tân giám đốc, nên cô ấy phải được bổ nhiệm càng sớm càng tốt, việc này không thể bị trì hoãn quá lâu được. Nếu không, Sở Cảnh sát Thành phố sẽ không có người lãnh đạo và trở nên hỗn loạn. Lê Uy Long nói thêm, tôi hiểu rồi tôi sẽ nhanh chóng ban hành một công văn chính thức để bổ nhiệm ánh hạ làm tân giám đốc sở cảnh sát thành phố quốc hòa người phụ trách tài liệu văn thư của thành phố nói được rồi vấn đề bầu giám đốc sở cảnh sát xem như sẽ dừng ở đây tiếp theo tôi muốn nói với các vị điều thứ hai lê uy long nói khi lê uy long nói rằng anh ấy muốn bàn về điều thứ hai tất cả những người có mặt đều bất giác cảm thấy sợ hãi họ tự hỏi không biết điều thứ hai mà lê uy long muốn nói đến có liên quan gì đến mình không điều thứ hai là bí thư thành ủy thành phố quốc hòa trương minh thành chính là người đã lên kế hoạch cho vụ thảm sát trong thung lũng ngạc na và sau vụ việc này ông ta đã bỏ trốn tới đại sứ quán đông quốc với một số thông tin tuyệt mật quốc gia đây là một vụ đầu hàng ngoại bang thể hiện thái độ của kẻ phản quốc nên ông ta đã bị tôi bắt và xử tử ngay hôm qua lê uy long bình thản nói mọi người đều sốc nặng khi nghe điều này. Mặc dù họ cũng đã nghe nói về việc Vũ Hải đã phái một sư đoàn hùng hậu đến bao vây Đại sứ quán Đông Quốc vào đêm hôm trước và đột nhập vào đó bắt giữ kẻ phản tạc Trương Minh Thành, nhưng họ không hề biết rằng ông ta đã bị Lê Uy Long hành quyết. Trương Minh Thành dù sao cũng là người nằm trong ban lãnh đạo thành phố, Lê Uy Long lại dám tự quyết định việc xử tử ông ta như vậy. Điều đó có thể cho thấy Lê Uy Long này có máu mặt như thế nào quyền lực của anh ta dường như còn vượt xa cả quyền lực của một trưởng đoàn thanh tra. "Đừng ngạc nhiên, chính thủ tướng đã cho phép tôi ra tay." Lê Uy Long nói. Nghe tới đây, mọi người lại đổ mồ hôi lạnh. Thì ra, chính thủ tướng đã phái Lê Uy Long làm trưởng đoàn thanh tra này, lại còn cho anh ta nắm quyền sinh sát trong tay. Ai nấy đều cảm thấy bối rối khi biết điều này. Lê Uy Long, một người con rể nổi tiếng vô dụng, làm sao anh ta lại có thể được thủ tướng trọng dụng như vậy? Thực ra, tôi cũng không muốn trở thành trưởng của đoàn thanh tra này. Nhưng ngài thủ tướng cứ khăng khăng muốn tôi phải làm chuyện này, nên tôi không thể trốn tránh nó được. Tuy nhiên, bởi vì đã nhận mệnh lệnh này, tôi chắc chắn sẽ phải làm hết khả năng của mình để không phụ lại những kỳ vọng của thủ tướng. Trương Minh Thành và Hoàng Minh Yên đã ngang nhiên phạm tội ngay trước mắt tôi như vậy, bọn họ dĩ nhiên phải nhận lấy kết cục đó. Lê Uy Long nói, nghe điều này, một số vị đại biểu ở đó bắt đầu trột dạ và run rẩy. Tất nhiên, nếu các vị làm việc tốt tôi chắc chắn sẽ phản ánh lại với thủ tướng để có công văn khen thưởng giống như ánh hạ đó cô ấy là một công chức tốt luôn hành động vì lợi ích chung người dân người như cô ấy chắc chắn sẽ được trọng dụng lê uy long quyết định dùng chiêu vừa đấm vừa xoa để các ông lớn ở đây không cảm thấy quá áp lực đối với vị trí bí thư thành ủy đang chống chúng ta cũng nên nhanh chóng quyết định bổ nhiệm một người mới các vị có ứng cử viên nào phù hợp không lê uy long nói khi anh nói tới điều này mọi người đều cảm thấy có một áp lực vô hình đang đè nén họ tất cả đều im lặng nín thở không ai dám nói câu nào chỉ lặng ngắt ngồi lắng nghe anh được rồi chuyện này hãy để sau vậy bây giờ tôi sẽ nói về điều cuối cùng tôi và thiên thành là trưởng và phó đoàn thanh tra các vị phải giữ bí mật về điều này vì cuộc điều tra phải được tiến hành một cách bí mật thời gian tới chúng tôi vẫn sẽ tiếp tục điều tra nữa nếu bất cứ ai dám tiết lộ danh tính của chúng tôi thì hãy sẵn sàng nhận kết cục như trương minh thành đi lê uy long lạnh lùng nói vâng chúng tôi sẽ giữ bí mật tuyệt đối tất cả các vị đại biểu khác đều đồng thanh nói họ sẽ hoàn toàn giữ bí mật họ tự hiểu được rằng tội dò dỉ thông tin bí mật không hề nhẹ làm sao mà họ dám làm điều đó vậy thì tốt tôi đã nói tất cả những gì cần nói cuộc họp hôm nay có thể kết thúc tại đây tất cả các vị có thể trở về tiếp tục làm việc của mình rồi. Lê Uy Long nói xong liền đứng dậy rời đi ngay. Thiên Thành cũng đi theo phía sau anh và hai người cùng ra khỏi căn phòng hội nghị. Thiên Thành đã hoàn toàn im lặng trong cuộc họp vừa rồi. Sau cuộc họp, Lê Uy Long cảm thấy có chút buồn chán và không biết nên đi đâu, vì vậy anh đã yêu cầu Thiên Thành lái xe đi dạo một vòng quanh thành phố Quốc Hòa. Hiện tại anh không phải tham chiến, mà đã trở thành trưởng đoàn thanh tra giống như những gì vừa mới nói ở cuộc họp, Lệ Uy Long muốn cống hiến hết sức mình và không phụ lại kỳ vọng của Thủ tướng. Vì vậy, anh muốn đi tuần tra khắp nơi để có thể truy lùng hết tất cả những tội ác đang được che giấu trong thành phố này. Còn nếu cứ ở nhà cả ngày, làm sao anh có thể nắm rõ hết được tình hình thành phố? Khi Thiên Thành vừa lái xe qua một con phố tương đối đổ nát và sập sệ, Lê Uy Long bỗng trông thấy bảy hoặc tám thanh niên trông giống như một nhóm xã hội đen đang đánh đập một người bán trái cây ở bên đường cách đó không xa. Lúc này, quầy hàng đều đã bị lật, trái cây nằm rải rác khắp nơi. Có rất nhiều người đứng xem gần đó, nhưng không ai dám ngăn chặn những tên côn đồ này. Lê Uy Long nhìn kỹ hơn một chút và nhận ra người phụ nữ đang bị hành hung kia chính là Lê Hồng Ngọc, một giáo viên ở trường trung học địa phương. Khi còn học cấp 3, Uy Long phải sống dựa vào khoản tiền lương ít ỏi của ông Dương Văn Đoàn. Vì vậy cuộc sống của hai cha con anh hết sức khó khăn và thường bị các bạn cùng lớp coi thường. Nhưng Lê Hồng Ngọc, giáo viên chủ nhiệm của anh thời điểm đó, luôn đối xử rất tử tế với anh và quan tâm chăm sóc anh bằng mọi cách có thể, dù là trong học tập hay trong đời sống thường nhật. Khi Uy Long chưa có đủ tiền đóng học phí, Lê Hồng Ngọc thường xuyên hỗ trợ anh. Có lần anh bị sốt cao do ngấm mưa và phải nằm bẹp ở trường không về nhà nổi chính Lê Hồng Ngọc đã đưa anh đến bệnh viện. Lê Hồng Ngọc luôn khuyến khích Huy Long phải có những hoài bão và chí hướng cao cả của riêng mình, phải luôn làm việc chăm chỉ và trở thành một người có ích cho xã hội. Lê Huy Long trước giờ luôn biết ơn cô giáo viên này. Khi đã trở thành một tổng tư lệnh quốc gia, anh đã quay trở lại trường học để thăm Lê Hồng Ngọc, tìm cơ hội để cảm ơn bà ấy. Tuy nhiên, lúc đó anh không hề nói cho Lê Hồng Ngọc biết danh tính thực sự của mình. Trường 133 hội ngộ cô giáo cũ Đến 3 năm trước, Lê Uy Long đã bị tước phong hiệu và phải trở về thành phố Quốc Hòa. Anh phải sống những tháng ngày cùng quẫn tuyệt vọng và không có mặt mũi đến thăm Lê Hồng Ngọc nữa. Mặc dù đã không trông thấy Lê Hồng Ngọc trong suốt 3 năm, nhưng Lê Uy Long vẫn có thể nhận ra ngay người đang bị đánh là cô giáo chủ nhiệm cũ của mình. Thật không ngờ, giáo viên của một tổng tư lệnh quân đội quốc gia với quyền lực không nhỏ lại đang bị người ta tùy ý đánh đập ngay trên đường phố. Chứng kiến điều này, lê uy long đột nhiên trở nên vô cùng tức giận dừng lại đi lê uy long nói với thiên thành trong lòng anh đang rất tức giận đồng thời cũng khá hoang mang tại sao cô giáo lê hồng ngọc lại phải đến đây bán trái cây trong khi lẽ ra cô ấy phải ở trường dạy học thiên thành nghĩ rằng có lẽ lê uy long đã nhìn thấy một sự bất công nào đó và muốn dừng lại để giúp đỡ vì vậy anh ta đã dừng xe lại rồi hỏi anh long anh không cần phải tự mình làm những việc này cứ để tôi giải quyết chúng người đang bị đánh ở đằng kia chính là giáo viên cũ của tôi, cô Lê Hồng Ngọc." Lê Uy Long vừa nói vừa vùng vằng mở cửa xe với một vẻ mặt tức giận. Nghe điều này, Thiên Thành cũng rất bất ngờ, ai mà tin nổi người giáo viên cũ của Lê Soái lại bị đánh giữa đường chứ? Là trợ thủ thân cận của Lê Uy Long suốt một thời gian dài, Thiên Thành cũng thường nghe anh kể về mối quan hệ tốt đẹp với cô giáo Lê Hồng Ngọc. Vì vậy, Thiên Thành không dám lơ là và lập tức ra khỏi xe mày có định trả phí bảo kê không đây? một tên côn đồ với mái tóc nhuộm đỏ chét đang thản nhiên giật tóc của lê hồng ngọc bằng một tay. tôi không có, không có tiền để trả mà. lê hồng ngọc vừa khóc lóc vừa nói. không có tiền để trả. thế mày định bao giờ mới có tiền đây? tên khốn tóc đỏ giận dữ nói. ngay khi bọn côn đồ chuẩn bị tiếp tục ra tay, một tiếng hét sấm sét đột một phát ra từ phía sau chúng dừng lại ngay. nghe thấy tiếng hét này, những người có mặt đều bị sốc một số người thậm chí sợ đến suýt ngã ngửa những tên côn đồ ở đó cũng sững sờ tên khốn đang kéo tóc của lê hồng ngọc thì không hề buông tay và vẫn đang kéo tóc của cô một cách mạnh bạo mọi người nhanh chóng quay đầu lại và thấy một người đàn ông cao lớn đang sải bước lại gần toàn cơ thể anh ta đằng đằng sát khí mạnh đến nỗi khiến mọi người đều ngộp thở đằng sau anh ta một người đàn ông lực lưỡng khác cũng đi theo lê uy long đi thẳng đến chỗ lê hồng ngọc nắm lấy cổ tay của tên khốn tóc đỏ và bóp nó thật mạnh hát ah, 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 thăng tên khốn tóc đỏ đột nhiên hét lên xương cổ tay kêu răng rác và gãy ngay tại chỗ mái tóc của lê hồng ngọc cũng theo đó mà được nới lỏng không nói một lời lê uy long lại lạnh lùng thụi một cú đấm vào bụng hắn ta cửa tên khốn tóc đỏ lại giống lên và ngã bay về phía sau khi hắn ta vừa ngã xuống lề đường một dòng máu tươi phun ra từ miệng hắn chứng kiến điều này tất cả những người đứng xem quanh đó đều choáng váng kinh ngạc. Anh chàng này có thể đá người qua đường chỉ bằng một cú đá, đây liệu có phải là một bộ phim không? Lúc này, những tên côn đồ khác cũng phản ứng lại và chuẩn bị bao vây Lê Uy Long. Tuy nhiên, thay vì để Uy Long tiếp tục ra tay, Thiên Thành đã xông lên trước. Bốp, 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 Thiên Thành tung ra liên tiếp nhiều cú đấm với tốc độ tia chớp không thể thấy bằng mắt thường, mỗi cú đấm đều trúng ngay mặt những tên khốn đó. A ah, hát ah, hát ah. hát, thấy Thiên Thành đã ra tay, Lê Uy Long cũng phất lở bọn xã hội đen và ngay lập tức chạy lại giúp Lê Hồng Ngọc đứng dậy. Cảm ơn hai cậu đã giúp tôi, nhưng hãy đi nhanh lên, những tên khốn này sẽ gọi thêm người đến đấy. Lúc này, tóc của Lê Hồng Ngọc đã bị rối tung lên, khiến đôi mắt cô bị che lại. Cô không thể thấy rõ người đang giúp đỡ mình là Lê Uy Long. Cô giáo Lê, là em đây. Giọng của Lê Uy Long có chút nghẹn ngào nhìn thấy cựu giáo viên của mình lúc này đang bị đánh đập với mái tóc rối bù và những dấu bàn tay sưng đỏ phồng lên trên mặt, anh bỗng cảm thấy đau lòng. anh không bao giờ ngờ rằng cô giáo cũ của mình lại phải rơi vào hoàn cảnh như thế này ngay trên đường phố. lê hồng ngọc nghe thấy người vừa giúp đỡ gọi mình là cô giáo lê, cô cũng vô cùng ngạc nhiên và vội vàng hất tóc lên trên chán, rồi liếc nhìn người đang đứng trước mặt, bàng hoàng nhận ra đó chính là học trò cũ lê uy long. ra là uy long, tại sao cậu lại ở đây? Lê Hồng Ngọc ngạc nhiên nói, Lê Hồng Ngọc đã từng dạy rất nhiều thế hệ học sinh, cô ấy không thể nhớ hết tất cả. Nhưng chắc chắn có rất nhiều ấn tượng về Lê Uy Long, bởi vì anh là một học sinh mà cô đã từng giúp đỡ và kỳ vọng rất nhiều. Họ đã không gặp nhau trong nhiều năm và đột nhiên bây giờ gặp lại trong hoàn cảnh tồi tệ này, dĩ nhiên cô ấy vô cùng ngạc nhiên. Em chỉ tình cờ đi ngang qua đây, không ngờ lại gặp cô đang bị bắt nạt như thế này. Có chuyện gì đã xảy ra vậy? lê uy long hỏi cô mở một quầy hàng ở đây để bán trái cây những tên côn đồ này tìm đến để thu phí bảo kê nhưng cô không có tiền để trả vì vậy chúng mới đánh cô lê hồng ngọc ngậm ngùi nói bây giờ đang là giờ hành chính tại sao cô không lên lớp dạy học mà lại đến đây để bán trái cây lê uy long thắc mắc cô cô đã bị đuổi việc rồi lê hồng ngọc buồn bã nói sao cơ cô đã bị sa thải lê uy long sững sờ Giáo viên của một tổng tư lệnh quân đội đã thực sự bị sa thải. Còn có cả chuyện này nữa sao? Ừm, bây giờ cô đã không còn là giáo viên nữa." Lê Hồng Ngọc nói. Rốt cuộc là có chuyện gì đã xảy ra mà khiến cô bị đuổi việc? Lê Uy Long từng nghĩ rằng với khả năng giảng dạy của Lê Hồng Ngọc, giờ đây ít nhất cô cũng phải lên đến chức hiệu trưởng rồi. Nào ngờ cô ấy lại bị đuổi việc, chuyện này rất phức tạp, một lời khó nói hết, trước hết chúng ta hãy mau rời khỏi đây đã lê hồng ngọc lo lắng rằng những tên côn đồ kia sẽ gọi thêm người của chúng đến cô cảm thấy nơi này không thích hợp để nán lại lâu chỉ muốn rời đi càng sớm càng tốt dù thậm chí các quầy hàng trái cây còn chưa được dọn sạch được rồi cô lê hãy đi theo em vào trong xe lê uy long cũng cảm thấy rằng có quá nhiều người hiếu kỳ đang đứng xem đây không phải là một nơi thích hợp để nói chuyện tất nhiên lê uy long sẽ không để lê hồng ngọc quay lại nhặt những quả rơi đó bây giờ giáo viên cũ của anh đang gặp khó khăn anh chắc chắn sẽ giúp cô ấy giải quyết nó tiền không phải là vấn đề gì lớn cả vì vậy lệ uy long đã nhanh chóng đưa lê hồng ngọc tới chỗ chiếc xe jeep của mình sau đó ra hiệu cho thiên thành lái xe đi những tên côn đồ vừa ngã xuống đất đã không thể đứng dậy tất cả đều nhìn chằm chằm vào biển số chiếc xe jeep và cố gắng ghi nhớ nó sau đó tên khốn tóc đỏ rút điện thoại ra và gọi cho ông chủ của mình chấm trong xe sau khi Lê Uy Long giới thiệu Thiên Thành với Lê Hồng Ngọc, anh không thể chờ đợi để hỏi, cô Lê, bây giờ cô có thể cho em biết chưa, chính xác thì có chuyện gì đã xảy ra mà khiến cô bị sa thải. Khoảng nửa năm trước, trong lớp cũ mà tôi từng giảng dạy, con trai của một quan chức địa phương giàu có tên là Lương Tuấn Thịnh đã cố gắng lăng mạ một nữ sinh tên Kiều Vi trong lớp khi cô ấy chuẩn bị đi học về buổi tối. chương 134 tội ác tiếp diễn, Kiều Vi thà chết còn hơn bị sỉ nhục, liền cố gắng chạy thoát ra, sau đó lao ra khỏi hành lang, nhảy từ tầng 3 xuống, cú tiếp đất mạnh gây thương tích rất nghiêm trọng, hiện giờ con bé vẫn đang nằm trong bệnh viện. Trường học sợ xúc phạm đến cha Lương Tuấn Thịnh, nên đã cố gắng che đậy sự cố này và chỉ khai rằng Kiều Vi bị như vậy là do sảy chân rơi xuống. Lê Hồng Ngọc từ tốn nói, nghe đến đây, Lê Uy Long bỗng trở nên vô cùng tức giận. Sáng nay, anh vừa mới tổ chức một cuộc họp với các thành viên trong ban lãnh đạo thành phố để truy xét nghiêm ngặt tác phong làm việc anh không ngờ rằng mới đó mà giáo viên cũ của mình đã kể ra một câu chuyện khó nghe như vậy khi biết chuyện này cô cũng rất tức giận và không thể ngồi yên cô muốn đòi lại sự công bằng cho cô gái nên đã báo cáo lại vụ việc với ủy ban khoa và khai ra lương vấn thịnh sau đó cha mẹ của cậu ta đã gọi cho các bộ phận liên quan và nói rằng cô không thích hợp làm giáo viên người như cô sẽ gây ảnh hưởng không tốt đến con trai của họ lê hồng ngọc nói tiếp với vẻ nghẹn ngào sau đó thì sao lê uy long hỏi sau đó cô đã bị bọn họ đổ oan họ nói rằng nguyên nhân khiến em nữ sinh ấy tử vong là do bị tôi ngược đãi và sỉ nhục kiều vi không thể chịu đựng nổi điều đó nên đã nhảy khỏi tòa nhà cuối cùng cô đã bị hiệu trưởng sa thải lê hồng ngọc buồn bã nói nhưng chuyện ấm ức này cô đã phải kìm nén trong lòng suốt một thời gian dài hôm nay gặp lại học sinh cũ lê uy long của mình cô đã không kìm lòng được thêm nữa và nhanh chóng chút hết tâm sự vô lý hoang đường cha của lương tuấn thịnh đó là ai cô biết không lê uy long giận dữ hỏi lê hồng ngọc là một giáo viên xuất sắc lại là giáo viên cũ của một tổng tư lệnh quyền lực vậy mà cô lại bị sa thải vì loại chuyện oan ức này lại còn bị buộc tội vô lý nhưng hung thủ thực sự gây ra cái chết của nữ sinh kia thì vẫn nhởn nhơ sống tốt thế giới này liệu còn công lý nữa không đó là ủy viên hội đồng nhân dân thành phố quốc hòa lương trọng lê hồng ngọc nói là ông ta sao lê uy long nghiến răng và nói lúc này anh mới chợt nhớ ra rằng mình đã không yêu cầu lương trọng đến tham dự cuộc họp ngày hôm nay lê uy long xuất thân là người gốc quốc hòa tất nhiên anh biết rõ ủy viên hội đồng nhân dân thành phố này là lương trọng nhưng bởi vì chức vụ của ông ta không quá cao nên anh đã không yêu cầu ông ta có mặt trong cuộc họp ngày hôm nay nghĩ kỹ thì lương trọng này không đến lại là chuyện tốt như vậy ông ta sẽ không thể biết danh tính thật của uy long con trai của Lương Trọng không chỉ lạm dụng nữ sinh mà còn khiến cô ấy suýt nữa đã tự sát bằng cách nhảy khỏi tòa nhà. Cậu ta cũng khiến giáo viên của mình bị sa thải và bị loại khỏi vị trí giảng dạy. Càng nghĩ, Lệ Uy Long càng không thể nuốt trôi cục tức này. Sau khi bình tĩnh lại một lúc, anh hỏi lại, "Cô Lê, với trình độ học vấn và kinh nghiệm của cô, cho dù không trở thành giáo viên, cô vẫn có thể đi làm ở các đơn vị khác. Tại sao cô lại phải ra đây mở quầy bán trái cây?" Anh và Lê Hồng Ngọc có mối quan hệ giáo viên học sinh rất thân thiết, vì vậy anh dĩ nhiên hiểu rất rõ về cô. Khi Lê Hồng Ngọc còn đi học, vì đạt điểm xuất sắc, cô đã được nhận vào trường đại học sư phạm nổi tiếng và tốt nghiệp đại học khi mới 21 tuổi. Ngay khi tốt nghiệp, cô cũng ngay lập tức được phân công giảng dạy tại trường trung học số 1 thành phố Quốc Hòa, còn được phân chủ nhiệm cho lớp cuối cấp nữa. Lê Uy Long là một trong số những học sinh đầu tiên được Lê Hồng Ngọc dạy, năm đó anh cũng mới 18 tuổi. Nói cách khác, Lê Hồng Ngọc chỉ hơn Uy Long 3 tuổi. Mặc dù khoảng cách tuổi tác không lớn, nhưng Lê Hồng Ngọc thực sự là một giáo viên tài năng. Khi mới vào dạy ở trường, cô chính là nữ thần trong trái tim của tất cả các nam sinh. Thật kỳ lạ khi một người phụ nữ tài năng với trình độ học vấn cao và ngoại hình đẹp đẽ lại rơi vào hoàn cảnh thê lương đến mức phải đi bán trái cây trên đường phố như thế này. Sau khi cô bị đuổi khỏi vị trí giảng dạy, những người không biết sự thật nghĩ rằng cô thực sự đã có ý định giết Kiều Vi. Không có đơn vị nào muốn thuê một kẻ giết người cả, và lại họ cũng không dám nhận tôi vào làm vì không muốn đối đầu với nhà họ Lương. Lương gia đã tuyên bố rằng nếu bất kỳ công ty hay đơn vị nào dám thuê cô, họ sẽ trở thành kẻ thù của Lương gia. Cô không thể kiếm được một công việc phù hợp, chỉ có thể đi bán trái cây kiếm sống qua ngày thôi. Lê Hồng Ngọc bất lực nói, cô Lê, đừng lo lắng, em hứa sẽ giúp cô tiếp tục quay lại công việc giảng dạy của mình." Lê Uy Long quả quyết nói. "Em không cần phải an ủi cô, hiện giờ em cũng đang phải làm con rể cho nhà người ta, làm sao có thể giúp cô được." Lê Hồng Ngọc buồn bã nói. Dĩ nhiên là cô không biết học sinh của mình giờ đây đã là một tổng tư lệnh quân đội quốc gia. Cô chỉ biết rằng Lê Uy Long đang sống ở chu gia và yên phận làm một người con rể bất tài vô dụng. Chuyện này không chỉ cô mà cả tất cả mọi người ở thành phố Quốc Hòa này đều biết em tự có cách riêng của mình cô hãy yên tâm chờ đợi tin tốt lê uy long nói nhẹ nhàng những kẻ trong gia đình họ lương không phải là những người có thể đụng vào đâu dù em là con rể của chu gia cũng không nên dây vào họ em nhất định không được vì tôi mà gây rắc rối với gia đình bọn họ lê hồng ngọc lo rằng lê uy long sẽ tìm đến gia đình họ lương để đòi lại công bằng cho cô rồi sẽ gặp rắc rối với bọn chúng nên cô muốn nhắc nhở người học trò này trước hôm qua khi lê uy long tổ chức lễ phúng điếu cho cha nuôi của anh lê hồng ngọc cũng biết cô cũng được xem video trận chiến đẫm máu của dương văn đoàn với lũ tay chân bang hổ báo nhưng vì cuộc sống mưu sinh cô không có thời gian đến nghĩa trang minh thọ vì phải bán hàng chính vì vậy cô không hề biết gì về sự hoành tráng và trang nghiêm của buổi lễ ngày hôm qua cô dung chúng ta đừng nói nữa bây giờ cũng chưa rồi em mời cô đi ăn chưa đã rồi chúng ta vừa ăn vừa nói chuyện lê uy long nói trong mắt Lê Uy Long, Lương Trọng chỉ là một con kiến nhỏ, anh có thể xử lý ông ta bất cứ lúc nào, và Lương Tuấn Thịnh, kẻ khiến cô nữ sinh phải nhảy khỏi tòa nhà, nhất định phải trả giá đắt. Nếu gia đình họ Lương dám gây rắc rối, anh ta sẽ không ngại mà xử lý bọn họ thích đáng. Với quyền hạn của mình, Lê Uy Long dậm chân một cái cũng làm vô số kẻ kinh sợ. Gia đình họ Lương cũng thế, một lời nói của anh cũng đủ thổi bay Lương ra rồi. Một gia đình lớn như Trương gia còn bị anh xóa sổ, huống hồ là một gia đình nhỏ như họ lương tất nhiên lê uy long cũng biết rằng chuyện này đã xảy ra cách đây nửa năm và lúc đó hoàng minh yên hẳn đã giúp đỡ để che đậy vụ án đó bây giờ hoàng minh yên đã chết anh chỉ có thể đợi ánh hạ nhậm chức và để cô điều tra lại việc này đến nhà hàng thì lãng phí lắm hay là em hãy đến nhà cô cô sẽ nấu cho em vài món thật ngon nhé lê hồng ngọc nói cô dung cô không cần phải giúp em tiết kiệm tiền chỉ là một bữa ăn thôi mà không tốn nhiều tiền lắm đâu. Cô hãy để em được mời cô một bữa nhé." Lê Uy Long nói một cách chân thành, bây giờ cô giáo đã ở vào hoàn cảnh khó khăn tới mức phải bán trái cây ngoài đường, nỡ nào Uy Long để cô lo lắng chuyện nấu nướng cho anh nữa. Cô nghe nói hiện nay em đang thất nghiệp và chỉ ở nhà để chăm sóc gia đình. Vậy em lấy tiền ở đâu ra được?" Lê Hồng Ngọc lo lắng nhìn cậu học trò và hỏi. Lê Uy Long đối mặt với câu hỏi của cô giáo mà không biết phải trả lời thế nào. Anh bối rối đành giải thích qua loa em có một món tiền riêng em là một người đàn ông không nên cứ ở nhà để vợ phải hỗ trợ như thế giờ em đã kết hôn rồi thì càng nên ra ngoài tìm việc cố gắng trở thành trụ cột của gia đình không nên lười biếng nếu không cô sẽ phải xấu hổ vì em đó cô giáo chân thành khiển trách lê uy long vâng những lời cô nói rất đúng sau này em nhất định sẽ thay đổi sẽ chăm chỉ tìm việc làm lê uy long gãi đầu và nói một ngày là thầy cả đời cũng là thầy, Lệ Uy Long vô cùng tôn trọng cô giáo, không dám có bất kỳ sự bất mãn nào với lời gian dạy của cô. Vì cô không biết thân thế thực sự là một tổng tư lệnh quân đội quốc gia và hiện tại là trưởng đoàn kiểm tra của ban tổ chức trung ương của anh nên vì lo lắng cho anh mà cô mới nói với anh như thế. Chà, cô sẽ chờ đấy, trong một tháng tới mà em vẫn chưa cố gắng tìm một công việc để làm thì đừng gọi cô là cô giáo của em nữa nhé. Lê Hồng Ngọc cười tươi với cậu học trò của mình những lời của cô giáo như đánh thức trong uy long ký ức của những ngày tháng thời trung học khi luôn được cô dìu dắt và giúp đỡ tận tình mọi thứ anh lưu giữ trong lòng vẫn rất rõ ràng tất cả chỉ như vừa mới xảy ra ngày hôm qua được rồi cô dung em hứa với cô rằng trong vòng một tháng nữa em sẽ tìm được một công việc phù hợp với mình lúc đó em sẽ khiến cô tự hào vì có những học sinh như em lê uy long gật đầu với cô giáo được cô sẽ đợi lê hồng ngọc cười nụ cười làm sáng bừng khuôn mặt. Trong chốc lát, mọi vất vả, uất ức dồn nén bấy lâu nay như được xua tan bởi nụ cười tỏa nắng của cô. Vậy để em mời cô tới một nhà hàng để dùng bữa trưa rồi ta hãy nói chuyện tiếp. Lê Uy Long nói. Cũng được, nếu em tiêu hết tiền riêng của mình thì em sẽ càng có động lực ra ngoài kiếm tiền hơn. Phải không nào, cô giáo hóm hình nói. Thiên Thành thấy cô giáo của Lê Uy Long đã đồng ý đến nhà hàng ăn trưa nên anh liền hỏi, "Anh Long, chúng ta sẽ đi ăn ở nhà hàng nào?" Chương 135 câu chuyện về Kiều Vi. Đúng lúc này tình cờ có một nhà hàng lớn tên là Grand Hyatt ngay trước mặt họ và Lê Uy Long nói luôn, "Hãy đến nhà hàng Grand Hyatt ở phía trước." "Được." Thiên Thành đáp. "Đừng đến nhà hàng Grand Hyatt, cô nghe nói rằng Grand Hyatt là một nhà hàng năm sao. Đồ ăn bên trong chắc chắn sẽ rất đắt." Lê Hồng Ngọc nói. Trước đây cô chỉ là một giáo viên trung học bình thường và mức lương của cô không cao lắm. Cô chưa bao giờ đến một nhà hàng năm sao nhưng cô cũng biết rằng đồ ăn trong một nhà hàng năm sao như vậy đương nhiên phải rất đắt. Không sao đâu, thưa cô, cô đừng lo lắng, em vẫn còn tiền mà. Mà chẳng phải cô vừa mới bảo phải tiêu hết chỗ tiền riêng của em thì em mới có động lực mà đi tìm việc làm sao? Lê Uy Long cười nhớ lại câu nói đùa của cô giáo. Lê Hồng Ngọc là giáo viên đáng kính nhất của anh. Cô đã rất tốt với anh ngày anh còn ngồi trên ghế nhà trường. Bây giờ có thể tình cờ gặp lại cô sau mấy năm liền thì nhất định anh phải mời cô tới một nhà hàng tử tế. Cô giáo cười hiền, nghe giọng Uy Long rất tự tin nên cô đành chiều theo ý cậu học trò của mình. Lệ Uy Long là con rể của một gia đình giàu có như Chu gia, lại có một người vợ là hoa khôi của thành phố, biết đâu vợ cậu lại rất rộng rãi mà cho cậu nhiều tiền riêng. Thiên Thành lái xe đến bãi đậu xe của nhà hàng và dừng lại. Sau đó ba người họ ra khỏi xe và đi về phía lối vào của nhà hàng Grand Hyatt. Dịch vụ của một nhà hàng năm sao hẳn nhiên phải rất tốt. Ngay khi bước vào cửa, một hàng dài nhân viên tiếp đón cung kính cúi đầu chào ba người bọn họ. Mặc dù Lê Uy Long, Thiên Thành và Lê Hồng Ngọc ăn mặc tương đối bình thường, nhưng lễ tân nhà hàng vô cùng chuyên nghiệp, không hề thể hiện một sự khinh thường hay nhạo báng mà hết sức cung kính chào đón ba người ngay khi họ bước vào. Thường thì ta hay thấy trên phim cảnh những người nghèo khi đi ăn nhà hàng bị khinh miệt hoặc đối xử lạnh nhạt nhưng ở đây thì hoàn toàn khác. Bởi vì những lễ tân này đón tiếp quá nhiều người giàu mỗi ngày, họ từng thấy rất nhiều người giàu có nhưng lại trông vô cùng giản dị nếu không muốn nói là quê mùa. Vì vậy họ không dám đánh giá khách hàng qua vẻ bề ngoài của họ. Lê Uy Long có rất nhiều chuyện muốn nói với Lê Hồng Ngọc trong bữa ăn, nên anh không chọn bàn phía ngoài mà chọn phòng ăn số 668. Đây là lần đầu tiên cô Lê Hồng Ngọc bước chân vào một nơi sang trọng như vậy nên cô hoàn toàn bối rối. Lê Uy Long và Thiên Thành nhận thấy vẻ lúng túng của cô giáo nên hai người đi hai bên để cô đi ở giữa. Vào phòng, Lê Uy Long gọi một số món ăn ngon và yêu cầu phục vụ đi chuẩn bị. Anh nhìn cô giáo và hỏi: "Cô Dung, cô gái nhảy ra khỏi tòa nhà hiện tại thế nào?" Lê Uy Long hỏi ngay, anh muốn biết thêm về vấn đề này. Cô bé nhảy xuống từ tầng 3 bị thương nặng phần cột sống. Hiện giờ cô bé vẫn đang ở trong bệnh viện, dù đã tốn rất nhiều tiền nhưng chưa thể chữa khỏi được. Đến nay thì gia đình của cô cũng đã tiêu hết đến cả số tiền tiết kiệm cuối cùng. Nhà trường và gia đình họ Lương không hề đền bù cho cô bé chút gì sao? Lê Uy Long hỏi lại. Nhà trường đã đổ hoàn toàn trách nhiệm cho cô thì họ nào có trách nhiệm đền bù? Còn không cần phải nói, gia đình họ Lương không thừa nhận rằng con trai họ ép buộc cô nữ sinh phải nhảy khỏi tòa nhà nếu họ bồi thường thì khác nào họ gián tiếp thừa nhận sự liên quan của con trai họ với vụ tai nạn của cô gái lê hồng ngọc thở dài em hiểu rồi hiệu trưởng trường bây giờ vẫn là thầy thăng phải không lê uy long hỏi lại không thầy thăng đã chuyển công tác tới trường trung học quận từ lâu hiệu trưởng hiện tại là hiệu trưởng mới được chuyển đến hai năm trước tên là hùng dũng lê hồng ngọc nói hóa ra là như vậy lê uy long trầm ngâm dựa trên những gì anh biết về hiệu trưởng Chu khi còn đi học thì anh tin chắc ông sẽ không bao giờ làm điều đó. Hóa ra bây giờ trường đã thay đổi hiệu trưởng, nhân cách của hiệu trưởng mới này cực kỳ tồi tệ, ông ta còn thường xuyên quấy rối nữ giáo viên, so với hiệu trưởng Chu trước đây, ông ta hoàn toàn trái ngược. Lê Hồng Ngọc nói, trường trung học số 1 Nam Giang vốn trang nghiêm như thế này lại phải chịu sự lãnh đạo của loại hiệu trưởng thế này thì sao có thể giáo dục tốt học sinh. Trường cũ của em, trường trung học số 1 Nam Giang, nhất định không được phá hỏng bởi loại cặn bã này. Lệ Uy Long giận dữ nói, bây giờ em có tức giận cũng vô ích mà thôi, chuyện này đâu có phải cứ muốn mà được. Lê Hồng Ngọc nghĩ Lệ Uy Long chỉ vì đang tức giận mà mới nói linh tinh như thế. Lệ Uy Long nghĩ đến việc nếu cô giáo của anh biết rằng anh vốn là một người vô cùng quyền lực thì chắc chắn sẽ không còn lo lắng như thế nữa. Tuy nhiên sau khi suy tính kỹ càng, anh không có ý định tiết lộ danh tính thực sự của mình quá sớm. Lê Hồng Ngọc nói tiếp, Lương Tuấn Thịnh là một thanh niên độc ác, dựa dẫm vào thế lực của cha để bắt nạt, ức hiếp nhiều người khác trong trường. Cậu ta đã làm rất nhiều điều phi pháp, nghe những lời này cơn giận của Lê Uy Long lại bừng lên. Mới hôm qua anh đã xử tử cậu ấm Trương Minh Trí vậy mà hôm nay một Lương Tuấn Thịnh khác lại xuất hiện. Lương Tuấn Thịnh này át hẳn là Trương Minh Trí thứ hai. Nếu Kiều Vi không liều mình nhảy xuống từ tầng 3, cô bé chắc chắn đã bị cậu ta làm hại. Thật không may, Cú nhảy của Kiều Vi cũng đã làm tổn thương bản thân cô bé một cách nặng nề. Nếu Kiều Vi không được điều trị tốt hơn, cô bé có thể bị tàn phế suốt đời. "Ngày mai em dỗi, em sẽ đến bệnh viện tìm gặp em ấy." Lê Uy Long nói. Lê Hồng Ngọc là giáo viên của anh và của Kiều Vi. Mặc dù anh và Kiều Vi cách nhau rất nhiều thế hệ học sinh nhưng cả hai đều là học sinh của ngôi trường mà anh yêu quý, trường trung học số 1 Nam Giang, nên cô bé chính là đàn em của Lê Uy Long. Vậy cũng được để cô nói cho em biết, Kiều Vi là một cô bé rất thông minh và luôn đứng top đầu trong mọi kỳ thi. Không chỉ học hành giỏi giang, cô bé còn rất lễ phép và hiểu biết. Ước mơ của Kiều Vi là được trở thành một khoa học nhưng bây giờ chắc cô bé không thể thực hiện được ước mơ đó nữa rồi. Thật đau xót làm sao khi một nữ sinh giỏi giang và tràn trề hy vọng như thế lại phải chịu đựng thảm cảnh như bây giờ. Cô bé thật hết sức đáng thương, Lê Hồng Ngọc nghẹn ngào khi nói về cô học sinh tội nghiệp lê uy long cảm thấy rất đau lòng thật đáng tiếc khi cuộc đời một cô gái xuất sắc như thế bị phá hủy bởi một kẻ mất nhân tính như lương tuấn thịnh kiều vi sinh ra trong một gia đình không mấy khá giả và cô bé là đứa con duy nhất trong gia đình cô đã đến thăm bố mẹ em ấy và thấy rằng họ có cuộc sống rất khó khăn cô cũng muốn cho bố mẹ em ấy một số tiền nhưng bố mẹ kiều vi biết rằng con gái họ không phải là nạn nhân của cô nên họ từ chối lê hồng ngọc nói điều này với lê uy long không có ý gì khác chỉ muốn trò chuyện với Uy Long như một cách giải bày tâm sự trong lòng. Làm sao cha mẹ Kiều Vi biết rằng cô không phải là người đã khiến em ấy nhảy ra khỏi tòa nhà? Lê Uy Long hỏi, bởi vì Kiều Vi đã nói với bố mẹ em ấy, thêm một số bạn cùng lớp đã nói với bố mẹ em ấy rằng Lương Tuấn Thịnh mới là kẻ đã làm điều đó. Lê Hồng Ngọc thở dài, "Em hiểu." Lê Uy Long nói, "Lương Tuấn Thịnh chính là một kẻ đê tiện, hắn đã đẩy cuộc đời Kiều Vi vào ngõ cụt không lối thoát." Làm bố mẹ em ấy phải đau đớn khôn cùng, và họ đã phải chịu đựng từ bấy đến giờ, tới giờ họ vẫn ngày ngày phải chịu đựng tấn thảm kịch ấy. Càng nói Lê Hồng Ngọc càng buồn bã, Lê Uy Long và Thiên Thành càng nghe càng tức giận, cả hai đều muốn xử lý Lương Tuấn Thịnh ngay lập tức. Lúc này một người phục vụ đột nhiên bước vào và nói: "Rất xin lỗi quý khách, hiện tại có một số khách hàng vô cùng quan trọng muốn dùng bữa tại phòng 668 này." cảm phiền quý khách chuyển sang phòng khác để dùng bữa được không? Lê Uy Long và Thiên Thành cao mày. Những khách hàng vô cùng quan trọng là ai? Chúng tôi không phải là khách hàng sao? Thiên Thành lên tiếng trước. Anh ta là một người vô cùng bộc trực và thẳng thắn lại quen cách sống hào sảng, phóng khoáng ở chiến trường nên nghe những lời này, Thiên Thành không thể nào chịu được. Rất xin lỗi ông, tôi hoàn toàn không có ý bất kính với các quý ông đây nhưng lai lịch của những người này quá nổi bật. Chúng tôi khó có thể làm trái ý của họ được. Người phục vụ ấp úng nói, tôi không cần biết những khách hàng rất quan trọng đó của các anh là ai. Chúng tôi đến trước, đặt phòng trước, gọi món và giờ chỉ chờ phục vụ mang đồ lên. Tại sao chúng tôi phải chuyển phòng? Thiên Thành giận dữ nói, chính soái tướng mời cô giáo cũ của mình đi ăn. Nếu anh ấy bị buộc phải chuyển sang phòng khác thì bộ mặt soái tướng của anh còn được xem ra gì nữa? Điều này, xin vui lòng tha thứ cho tôi. Làm ơn đừng gây khó khăn cho chúng tôi. Người phục vụ nói, Tôi không làm khó anh nữa. Anh hãy mời quản lý hoặc cấp trên của anh tới mà nói với chúng tôi. Tất nhiên, Thiên Thành sẽ không gây khó khăn cho một người phục vụ nhỏ. Người anh cần gặp là quản lý của anh ta mới đúng. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết chương 135.